chịu được em. Phải trị được em mà phải chịu được em nha anh Cương. Thích bạn gái ngoại hình thì dễ nhìn, chân không dài lắm, thì còn cao 1m55 đến cỡ 1m62 thôi. Dạ, chân chắc là đủ tiêu chuẩn không dài lắm rồi ạ. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Em xin chào chị Cát Tường. Em chào anh Tiến Linh ạ. Rồi, chào xin bạn. Chào quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Thùy Linh, năm nay em 27 tuổi. Em là chuyên viên văn thể của công ty Vineco thuộc tập đoàn VinGroup. Quê em ở đâu? Dạ vâng, quê em ở Quảng Trị. Quê ở Quảng Trị. Rồi, mời bạn giới thiệu lớn lên cho bên kia nghe luôn. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào khán giả và chào bạn bên kia. Mình tên là Trần Duy Cương, nay mình 37 tuổi. Mình là sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay mình làm trong lĩnh vực khách sạn, nhà hàng. Quê bạn ở đâu? Dạ, quê em ở Seoul. 37 tuổi hả bạn? 37 nói cho vui thôi, chứ thật sự qua đây nhìn là biết à. Cao lắm, 26, 7 vậy à. Rồi, mình giới thiệu một chút về bản thân đi. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Cái ưu điểm thì em tự nhận thấy mình là một người khá là nghiêm túc, trung thực, sống có trách nhiệm. Và em là người yêu thích công việc. Thì hồi xưa thì em học song song hai trường, vừa đại học vừa học trường múa. Rồi sau người em học thêm cao học nữa. Thì trong năm nay sẽ tốt nghiệp luận văn thạc sĩ. Thạc sĩ về ngành nào em? Ngành quản lý văn hóa. Còn nhược điểm của em thì nhiều người nhận xét em là một người hơi khó tính. Có một chút nóng tính và hơi ngang bướng chút xíu. Em sẽ cố gắng sẽ khắc phục những cái tính chất đó. Nếu mà em gặp được một người mà có thể, một là chịu được em, tức là giúp em nhu lại được. Hai là chịu được em, tức là cảm thấy là chấp nhận được tính cách đó của em. Phải trị được em và phải chịu được em nha Cương. Dạ. Mấy người làm quản lý nhà hàng khách sạn là nhẫn nại lắm, đừng có lo. Nào Cương, em phải nói gì với bên đó đi. Thì điểm mạnh của em thì là tính tình em hiền lành, dễ chịu nhưng mà không có dễ dãi. Em thì sống suy nghĩ theo mọi hướng, theo hướng tích cực, không hút thuốc, không nhậu nhẹt, kiểu hướng làm người gia đình. Điểm em thì dễ bị đỏ mặt khi các bạn nữ hay chọc. Nãy giờ đỏ chưa anh Linh? Hơi đỏ đỏ thôi, chừng nào gặp bạn nữ bên kia mới đỏ. Em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em thì có 2 mối tình, nhưng mà không mối tình nào vượt quá được 1 năm cả. Do là em số em toàn là quen những người rất là xa, 3-4 tháng, nửa năm gặp nhau có 1-2 lần. Cứ yêu nhau qua tin nhắn điện thoại không thì cảm thấy hơi không ổn rồi. Rồi, anh Cương thì có mấy mối tình rồi anh? Thì hồi trẻ cách đây 10 năm thì cũng có 1 mối tình. Hồi trẻ đó hả? Ý là già già lắm rồi. Còn trẻ mà giờ vẫn trẻ. Mối tình hồi xưa bỏ qua đi, mối tình mới đây nè. Không, cũng là mối tình hồi xưa thôi. Mối tình mới đây cũng là mối tình hồi xưa luôn. Dạ. Là một mối tình một thôi. Dạ. Mối tình ngày xưa đó lâu không? 2 năm ạ. Ủa vậy 10 năm nay sao ở không vậy anh? Thì thực sự ra có một ý điểm của em nữa là em lười đi chơi, lười ra ngoài, thường đi làm ở nhà, nên dẫn đến là lười quen bạn gái luôn. Lười quen bạn gái? Trời ơi, giờ đó gì cũng có nghe câu này đó. Ủa rồi mà có thích con gái không? Dạ bình thường chị. Bình thường không có thích luôn. Không, chỉ là một trai bình thường. À, trai bình thường hả? Em ơi, em muốn tìm một người yêu như thế nào? Mẫu người em là những tên dịu dàng. Dịu dàng. Biết quan tâm, biết chia sẻ. Quan tâm, chia sẻ, biết chăm lo gia đình. Đơn giản vậy thôi hả? Chiều cao thấp. Về ngoại hình thì thích bạn gái ngoại hình thì dễ nhìn, chân không dài lắm, chỉ cần cao 1m55 đến cỡ 1m62 thôi. Chân không dài lắm. Còn gì nữa không em? Dạ không chị. Sao bên đó chân có dài lắm không? Dạ chân chắc là đủ tiêu chuẩn không dài lắm rồi ạ. Em thì em đặt mẫu người bạn trai của em là như thế nào? Thì ngưỡng người yêu lý tưởng thì em cũng không có cái mẫu hình nào cả. Nhưng mà em chỉ mong muốn một người đàn ông có tính chất điềm tĩnh, chín chắn, có sự nghiệp ổn định và sống có trách nhiệm. Dạ, chỉ đơn giản như thế thôi. Còn về ngoại hình thì em muốn một người cao hơn em. Nếu mà cao được 1m7 trở lên thì càng tốt. Khỏe mạnh, thích tập thể thao. Bên kia có chơi thể thao gì không anh Cương? Dạ có, sáng chạy bộ công viên. Dạ, chơi thể thao hoành tráng quá ha. Rồi, anh thấy hai người đưa ra cái hình mẫu thấy cũng được được. Bên đây là hình như là hoàn thiện hết. Bên đây là mẫu người gia đình luôn rồi. Để anh xem coi. Dễ thương quá. Dạ anh ạ. Em, nhưng mà nãy giờ em nói nhanh quá. Em có khắc phục được cái chuyện nói nhanh không? Dạ đúng rồi, em sẽ cố gắng khắc phục. Em thích gì ở người đàn ông? Em thích một người sống có trách nhiệm và thông cảm được với công việc của em hiện tại. Anh ở đây có trách nhiệm á, anh thấy là ổn đó. Căn bản là thông cảm được với nghề nghiệp của em. Thông cảm nghề nghiệp, anh ít nói làm nhiều được trên á. Ít nói để nó vậy dễ hơn rồi. Cái điều nữa là em không thích gì người đàn ông. Em không thích một người quá kích tính.
Kỹ tính hả? Kỹ tính như là hơi tính toán tiền bạc, hơi chi ly sạch sẽ quá, các kiểu cái gì quá là thấy em không sống được. Tại vì em tính em hơi thoải mái, em không có thích một người quá kỹ thì em sẽ bị xăm soi, mình cảm thấy là không tự tin. À, cái kỹ tính đó ha. Dạ. Ông mà kỹ tính quá cũng giống đàn bà. Vậy cái này được, để anh hỏi anh coi sao nha. Dạ. Rồi, được lắm á. Nhưng mà nãy cổ nói là cổ không thích người kỹ tính, có không? Không, em làm lĩnh vực khách sạn nhà hàng là cũng rất là thoải mái, đi dịch vụ đi tất cả ăn uống hay rất là thoải mái. À, em có gia trưởng không? Dạ, không, em đâu có, em chỉ là con trưởng chứ không gia trưởng. Em có muốn ngoài cái cao 1m7 em còn muốn cái gì nữa không, về ngoại hình, về gia cảnh? Dạ. Có đưa mẫu người lý tưởng nào không? Được, em đưa cao quá thì làm nào? Thì mình cứ đưa đi, còn cái chuyện được hay không là còn tùy nữa. Dạ, em thì hay thần tượng một người đàn ông mà vừa vì sự nghiệp, vừa vì vợ, vừa vì gia đình ấy, thì là có David Beckham. Hơi cao quá em. David Beckham hả? Chị. Wow, 37 tuổi mà cũng còn trời, ngon lành ha. Trời. Nãy anh nói hay mà qua nhìn thôi, không bao giờ biết 37, em tưởng đâu 47 á. Quên, 27. Anh có ngại nếu như người vợ mình là một cái người học cao hơn mình không? Hoặc là lập gia đình rồi vẫn cứ đi học, sanh con đẻ cái rồi vẫn muốn học thêm? Thì ở đó em cũng quan trọng, nếu mà bạn đó cân bằng được việc học, việc làm và gia đình, nếu cân bằng được mọi thứ thì cũng sẽ ủng hộ. Ủng hộ ha. Dạ. Rồi, được. Nhiều đó thôi. Đẹp trai lắm em, có nhà cửa ổn định. Anh nói với em nghe, bên đó cao học hả? Bên đây học hơi cao luôn. Em khoe liền em. Em mới học ở đâu về khoe luôn? Mới học ở Úc về đó. Bằng gì em? Master. Master Úc về đó cưng. Đừng có giỡn, bên đó cao học, bên đây là học cao. Có nhiều người chồng á là học cao nhưng mà không muốn vợ mình học cao. Hiểu không? Ở đây ý em đang nói vậy chứ đâu có chê nhà trai đâu, tôi khen nhà trai nãy giờ. Nhà trai hơi bị ngon ha. Ngon. Rồi bây giờ để người nhà mình nhận xét, hôm nay em có đi với người nhà không? Dạ, hiện em có đi với anh trai ruột của em ạ. Anh ruột. Dạ. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và các anh chị ở trong trường quay. Anh nhận xét vài lời nhận xét đi. Theo cái cảm nhận của người đàn ông từng trải như anh thì anh thấy anh này cũng khá là tốt. Nếu mà anh 10 điểm thì anh này ít nhất cũng phải 8 điểm. Oh, 10 điểm mà anh trai mà chấm 8 điểm là xuất sắc rồi, cảm ơn anh. Em trai, đi với ai? Em đi với ba mẹ em. À, xin chào hai bác. Dạ, chào hai bác. Xin chào MC Quyền Linh, xin chào MC Cát Tường. Dạ. Chào toàn bộ khán giả trong trường quay. Tôi là mẹ của Duy Cương. Bạn gái bên này thì thấy cũng xinh xắn, óc dáng cũng mảnh mai, mà công ăn việc làm cũng có chí học hành này kia. Nói chung là nếu mà tôi được quyền có cái nút bấm nữa, yeah, thì chắc là tôi bấm nữa. Nhưng mà bởi vì là mình không được quyền thì thôi để cho hai cháu tùy duyên. Yeah. Cương thì nói thực ra đó, nó nhát gái. Thành ra chắc là cái này chắc phải nhờ anh Quyền Linh là nó là dạy cho vài chiêu. Để con lo bác. Dạ. Bác yên tâm. Chào hỏi hai bác. Chào bác trai và chào bác gái ạ. Dạ. Con cảm ơn những cái lời nhận xét rất là tốt của các bác dành cho con. Hiện tại thì con cũng nhờ sự kết hợp của chương trình thì mới được gặp các bác và gặp anh ở đây. Thì cũng hy vọng nếu như mà có duyên thì mình sẽ tới. Còn nếu như mà không có duyên thì mình cũng có cơ hội khác và được làm bạn ạ. Con xin cảm ơn ạ. Dạ, bác trai có ý kiến gì không ạ? Ngày xưa bác có bắt cua bắt gái là bác có nhát không? Nhát nhưng mà thấy là phải quyết tâm. À đó, ban đầu thì nhát nhưng mà sao ấy, sợ mất phải quyết tâm bám đó. Dạ, thấy chưa Cương? Cảm ơn hai bác. Phải học ba mình, nhát thì nhát nhưng quyết tâm nha. Dạ. Chuẩn bị màn lên, ba mẹ là nhấn nút rồi đó. Nào, em có quà tặng em. Em cảm ơn. Nãy giờ em nghe tiếng mà chưa thấy hình, giờ thấy hình rồi em có cảm nhận gì không? Dạ, em giờ anh hỏi em cảm nhận hơi khó, bây giờ mình hỏi chuyện nhau biết được chưa ạ? Rồi. Đó, sở thích gì đó hỏi đi. Dạ, anh có thích đi du lịch không? Anh cũng có thích nhưng mà cũng ít đi. Ít đi dạ. Nhưng mà một người như em hay đi du lịch rồi hay đi đây đi đó thì anh ở nhà, nếu như anh ít đi thì anh có cảm thấy khó nếu chịu không? Ai đó sẽ kéo anh đi thì anh sẽ đi. Dạ, trước đây em cũng quen nhiều người nhưng cũng khó. Những người tìm hiểu em á, thì người ta khi biết công việc của em thì cũng cảm thấy khó thông cảm lắm. Nên là nếu mà anh thông cảm được thì em cảm thấy rất cảm ơn. Như em nói là công việc em khá là bận. Thường nếu mà hẹn hò thì em sẽ sắp xếp như thế nào? Dạ, khi mà nếu như mà hẹn hò thì khi mà mình không bao giờ nói bận với hẹn hò cả. Nhưng mà sẽ không phải là ngày nào cũng gặp nhau thì cũng hơi khó đối với em.
nhưng mà mình có thể một tuần gặp nhau vài lần, và nhắn tin điện thoại thì ngày nào cũng nhắn tin như thế là đủ rồi. Mỗi người một câu nữa, chúng ta sẽ tiến hành đến cái việc bấm nút hay không bấm nút. Em chỉ hỏi một câu thôi, là năm nay anh 37 tuổi đúng không? Thế tại sao lại trong quá trình dài như thế anh lại không quen được ai mà rồi đến bây giờ? Có những lý do ha. Một số trường hợp mà khi anh định quen á thì có thể là người đó lại có bạn trai rồi. Một số trường hợp mà quen á thì thấy anh thấy hơi khó quá, mình bỏ qua, với lại không chủ động tiếp tục theo đó. Khó khó bỏ qua là sao anh? Tức là anh hạn như anh thấy có vẻ người ta không đáp lại hay gì đó, thấy có dấu hiệu là anh cũng dừng liền, anh không chủ động tiếp theo. Tức là anh hay bị kiểu theo tình chạy á, chạy tình theo nên quyết định là đứng yên luôn. Tới bài anh mà theo mà không bật đèn xanh là anh lui luôn đó. Anh không có chịu khó, nói chung là không được nhẫn nại. Đúng rồi, không có được nhẫn nại. Đúng là không có chủ động, không kiên nhẫn. Đó là một cái khuyết điểm. Rồi, hết thời gian. Thích ai là mình phải tới tấn công cho bằng được chứ. Bây giờ là chúng ta đã nói chuyện về nhau rồi, hiểu về nhau rồi. Bây giờ mình nhắm mắt lại để xem con tim có rung động thật hay không. Suy nghĩ kỹ nha hai em. Một, hai, ba. Hết thời gian. Hết thời gian. Cả hai đều không bấm. Tại sao? Công nhận là đôi trai tài gái sắc thật á. Tôi nghĩ rằng là hai bạn sẽ bấm chứ. Anh cũng nghĩ sẽ bấm. Hơi bất ngờ. Bạn gái nói trước đi, lý do tại sao bạn không bấm? Em thứ nhất là cần nhiều thời gian để suy nghĩ, với thứ hai là anh nói là em chưa được chủ động và chưa được kiên nhẫn ý. Thì em cũng thử xem để anh có kiên nhẫn hay không, nhưng mà anh không bấm cho nên anh cũng chưa kiên nhẫn được với em lắm. Sao bạn Nam? Dạ em thì thấy một số điểm là chưa có vẻ phù hợp lắm. Em sợ là không có thời gian nhiều tìm hiểu để mà tiến xa hơn. Một người thì không được kiên nhẫn nhẫn nại lắm, mặc dù cũng rất là muốn yêu, rất muốn tìm một nửa thương của mình. Một người kia thì cứ gọi là chần chờ, cũng chưa có gọi là bật đèn xanh cho người ta tới. Hai người không ai có một cái sự đúng quyết rồi. Tâm hết. Không ai quyết tâm hết. Trong tình yêu đôi khi chúng ta phải quyết tâm ha các bạn ha. Đây cũng là một trong những cái kinh nghiệm mà anh nghĩ rằng các bạn nên bổ sung cho nhau, bổ sung nhiều hơn nữa. Có lúc một tí cơ hội thì mình phải nắm bắt rồi tự động mình phải nuôi dưỡng cái cơ hội đó cho nó lớn, chứ đâu có ai đưa sẵn tới cho mình đâu. Tiếc quá, một đôi trai tài gái sắc đấy. Tiếc lắm nhưng không sao. Chúng ta vẫn còn câu lạc bộ của bạn mối hẹn hò. Ở đó có hàng trăm, hàng triệu người đang hướng về các bạn và sẵn sàng. Họ đã bấm các bạn đấy. Đừng lo nha. Hy vọng rằng ta sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình. Thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Thương. Mạnh mẽ lên em. Theo anh sẽ tìm cho em một nửa yêu thương. Ha. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, chúc hai bạn thành công. Cảm ơn hai bạn. Người đàn ông cằn nhằn mới là người đàn ông tốt. Tôi mới nghe cái thông tin này luôn á. Lỡ mà em không kiềm chế được, em cũng cằn nhằn một xíu xíu. Thì anh sẽ nhường những em đến một cái giai đoạn vui vẻ nào đó. Anh sẽ cằn thì anh sẽ nói ra để chia sẻ chứ không phải cằn nhằn. Thôi. Thật là buồn thiệt. Mình sẽ tìm cho anh ấy và cô ấy một cái cơ hội khác. Còn bây giờ ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Hạ màn. Mời bạn Nam. Thôi. Mời bạn nữ. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn nữ và chào quý khán giả. Em tên là Phạm Luân, năm nay 31 tuổi. Công việc của em là nhân viên hành chánh văn phòng, lĩnh vực là bên bất động sản. Em đến từ Sài Gòn. Đến từ Sài Gòn luôn. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, em chào anh Luân ạ. Em là Bích Ngọc, em 28 tuổi. Hiện nay thì em đang làm kinh doanh về thiết bị y tế. Ngoài ra thì em còn có làm thêm nữa là giáo viên dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. À, em quê ở đâu? Em ở Quảng Ninh ạ. Bạn trai giới thiệu một chút xíu về mình đi, điểm mạnh, điểm yếu của bạn là gì? Em sở thích của em thì thích đi du lịch, với lại đôi lúc rảnh rỗi thì xem phim Hồng Kông TVB. Cái gì? Thích xem phim Hồng Kông? Dạ, tại vì mẫu người lý tưởng của em là Hồ Đình Hưng. À, vậy đó hả? Tại vì bản chất của em là không được thông minh, cho nên là em kiếm một người bạn gái có tính cách thông minh một chút. Ở đây có cô giáo nè, được không em? Dạ được, em thích cô giáo tiếng Anh lắm ạ. Điểm mạnh điểm yếu em kể hết cho bạn bên kia nghe luôn đi. Điểm mạnh của anh là có trách nhiệm, khi nào đó nhận lời ai hứa gì rồi làm đến nơi đến chốn.
với lại là có tính nhiệt tình giúp đỡ mọi người trong công việc. Còn điểm yếu thì nhiều lắm, xấu tính lắm, nóng tính, tay cằn nhằn, hay giọng trái chém thớt. Trời ơi, cái gì vậy? Giọng trái chém thớt gì nữa em? Chị vậy? Hết rồi. Trai mà hay cằn nhằn. Thì người ta nói chị, người đàn ông cằn nhằn mới là người đàn ông tốt. Hả? Tôi mới nghe cái thông tin này luôn á. Ủa đó, ai là cá rồi ai là thớt? Ví dụ như ở ngoài em bực cái gì đó rồi về thì em chỉ muốn im lặng thôi, chứ đừng có hỏi nhiều quá rồi em hay nổi cáu lên. Rồi em giận ngoài đường, em về nhà em chém vợ em hả? Dạ không, cái đó thì không biết nói nào đâu. Nãy giờ em nghe anh nói về điểm mạnh điểm yếu của ảnh nè, em có hoang mang gì không? Hoang mang lắm chị. Hỏi anh. Anh ơi, bình thường thì anh có cái mức độ nào hay có dấu hiệu gì bảo là em ơi đừng nói nữa không thì anh chém hay cái gì đó không? Dạ không có đâu em ơi, anh họ chỉ kêu là thôi em đừng có nói nữa để cho anh suy nghĩ một chút, chứ anh không thích phụ nữ cằn nhằn nhiều quá. Ủa sao em kỳ vậy? Sao anh cằn nhằn mà anh không cho người ta cằn nhằn? Thì em cằn nhằn thì được, chứ phụ nữ mà cằn nhằn nhiều quá thì đàn ông nó không thích. Lỡ mà em không kiềm chế được, em cũng cằn nhằn một xíu xíu rồi thì rồi sao anh? Thì lúc đó thì anh sẽ nhường nhịn em. Rồi đến một cái giai đoạn vui vẻ nào đó anh sẽ cằn thì nhằn anh sẽ nói ra để chia sẻ chứ không phải cằn nhằn. Không, anh này vui nè. Được, dễ thương. Em vẫn hơi sợ. Đôi lúc trong cuộc sống nó bình yên quá nó cũng không vui. Đúng rồi, vợ chồng phải có cái gì đó sóng gió. Chắc chắn là phải có mối quan hệ nhau chứ đâu thể nào mà suôn sẻ được. Đúng rồi. Quan trọng ta hiểu nhau. Đúng, quan trọng hiểu nhau, tôn trọng nhau. Đúng rồi. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Em có điểm mạnh mà cũng là điểm yếu luôn là em hơi tự lập quá. Thực ra em vào trong này công việc dạy chỉ là công việc phụ thôi. Công việc chính của em là làm kinh doanh về thiết bị y tế. Em có mở công ty. Nên cũng hơi bận rộn để mà tìm kiếm bạn trai. Em chỉ sợ là con gái mà cá tính mạnh quá thì bạn trai lại không thích. Chị nghĩ là không phải đâu, tại mình chưa tìm được cái người đúng với mình á. Mà đàn ông giờ cũng ngộ nữa, phụ nữ người ta giỏi thì mình đỡ cực. Làm không bằng mình cái tự nhiên cái tự ái xong rồi cái kiếm chuyện giận cá chém thớt đồ này kia. Tự nhiên nó xấu đàn ông bệnh vậy. Sao anh ơi? Trời đất ơi. Đó, phụ nữ người ta có điểm mạnh vậy đó, anh thấy sao anh? Chung là tuyệt vời, tại vì theo ông bà ta hay nói là phía sau người đàn ông luôn có một người phụ nữ. Đúng rồi. Vợ hơn chồng là nhà có phúc. Đúng. Tình trường của anh sao anh? Thời còn học đại học thì một năm rưỡi. Do tính tình hồi xưa là bốc đồng quá cho nên là không ai nhìn như ai. Cho nên là người ta chịu không nổi á, người ta theo người khác. Đó chỉ có một mối tình thôi đó dạ, hả? Dạ đúng rồi. Vậy là cũng không có kinh nghiệm về tình trường cho lắm. Bạn gái thì sao? Em cũng có hai mối rồi ạ. Hồi sinh viên thì em cũng có quen một bạn. Sau đó thì cũng một thời gian sau thì em có quen một anh nữa là bạn của anh chị em. Quen thì quen qua anh chị em giới thiệu ạ. Anh ấy người thành phố. Anh đó người thành phố. Dạ anh. Rồi là em cuốn gói đi vô đây. Dạ theo anh. Là đi theo là bắt đầu sự nghiệp trong này. À rồi giờ anh đâu? Ơi anh lấy vợ rồi ạ. Sao kỳ vậy? Anh nào mà nhẫn tâm vậy trời? Cũng là do gia đình ba mẹ anh ấy cũng hơi khó. Ba mẹ anh ấy nói là em con gái Bắc rồi xa xôi rồi không môn đăng hộ đối. Tại vì nhà anh ấy cũng khá dạ. Vì sao lúc đầu em không tìm hiểu cho kỹ đi rồi hẳn cuốn gói đi theo người ta vô đây làm chi rồi? Hồi đó em còn non á. Giờ già chưa? Em thấy cũng còn chưa già nhưng cũng đỡ non rồi. Đỡ non ạ. Thôi bỏ qua chuyện cũ đi. Bây giờ em cảm nhận anh bên đây làm sao? Anh em đoán anh người anh như thế nào? Anh tướng tá đòi chém người ta đó thì em đoán đi. Cái tướng anh đang ngồi làm sao? Tướng anh ấy chắc như thế này. Chị cũng nghĩ anh kiểu cao cao mớm ha. Dạ, em thấy nhẹ nhàng. Đúng không mọi người? Không phải đâu. Bên đây người ta hơi phong độ đó nha. Em nghĩ anh ăn mặc đồ sao? Sơ mi. Đúng. Sơ mi sáng màu. Đúng. Sáng màu luôn hay vậy. Em nghĩ anh ấy 31 thì anh ấy sẽ chăm sóc về ngoại hình chút. Và nhất là lên đây lên hình nữa. 31 anh 31 tuổi đúng không ạ? Ừ anh 31 tuổi, tuổi con cầu. Tuổi. Hai người có coi tuổi không? Em thì không quan trọng lắm về vấn đề tuổi tác nhưng mà cái anh mà kéo em vào đây cũng tuổi con cọp. Cái mẫu người lý tưởng của em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em muốn một người cũng công việc cũng ổn định, ngoại hình thì chỉ cần đừng khập khiễng với em quá là được, là người biết thông cảm và chia sẻ với em trong công việc nữa. Rồi. Tại vì em rất là bận. Cái điều gì em không thích ở người bạn trai? Không thích nhất là gia trưởng. Có gia trưởng không em? Dạ không có đâu chị ơi. Gia trưởng là người ta ép cái tôi vô người khác, còn em là lắng nghe chia sẻ.
Vậy cái mẫu người bạn gái của em cần tìm là như thế nào? Thứ nhất là về ngoại hình thì cao 1m56 được rồi. Còn về tính cách thì thông minh. Em không thích là đặc biệt là không được hỗn, với lại là không có gọn gàng. Em thích con phụ nữ gọn gàng hơn. Hổn. Không thích hỗn hả em? Dạ. Anh nghĩ chắc cái chữ hỗn đó hồi xưa có chứ giờ chắc không có đâu. Nãy giờ ngồi sao? Nãy giờ ngồi vậy đi trang vậy đó, một kiểu thôi. Giờ bên kia đoán em sao biết không? Ngồi khúm túm túm là vậy nè, đó túm 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 cuối cuối xuống khúm núm á, đó 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 túm túm vậy đó. Vậy chỉ có anh thôi. Mình có cái điều gì không thích ở người bạn gái không? Thì nãy giờ em chia sẻ là không thích mấy cái vấn đề đó thôi. Chứ là đừng bao giờ mà sau khi mà cãi nhau á, vợ chồng chắc chắn là sẽ có mâu thuẫn rồi, chứ đừng có cãi nhau là xách vali về nhà mẹ thì cái đó không được. À, có nghĩa là có chuyện thì phải ngồi từ từ giải quyết. Nhưng mà em đừng có làm ta sợ, ví dụ em đòi chém 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 thì người ta phải xách vali đi chứ. Yên tâm đi, em là người đàn ông của gia đình, biết phụ việc nhà cho vợ luôn. Làm việc nhà được luôn? Dạ được. Làm được việc gì? Như là chà toilet, chà toilet. Trời ơi. Rồi quét lau nhà. Rồi ngay cả có thể phụ vợ nấu cơm cũng được. Được luôn hả? Được. Biết đi chợ không? Biết luôn, biết trả giá luôn. Xuất sắc. Thấy không? Xuất sắc nè. Người đàn ông hiện đại nè, biết chà toilet, biết trả giá, biết lo cho vợ, biết càm ràm. Biết càm ràm. Thì cái gì mà không đúng ý em là em càm ràm. Tại vì thường là ý của em là đúng khoảng 70%, 70%. Tự tin quá vậy rồi. Ông này cũng khó tính lắm nè, kiểu ông làm hết vậy rồi cái vợ làm gì ông cũng vừa ý á. Vợ đứng nấu cơm cái ông dòm cái tướng. Nấu nướng gì đứng bê bối, quăng bên này rớt cọng rau bên kia, không sạch sẽ gọn gàng, đúng thì, không? Thì nói vậy thì em sẽ phụ vợ em dọn dẹp cái mấy cái đó. Đúng rồi, nhớ nha, nhớ. Hứa nha. Hứa luôn. Chứ đừng có ngồi đó mà cằn nhằn nha. Ra ngoài đường công việc gì làm xong thôi, ai giải quyết người đó, chứ đừng có mà giận bên đây mà chém bên kia, khổ lắm. Rồi, để anh Quang coi đàn gái thế nào nha. Chào em. Em chào anh Ly. Nói vậy thôi chứ anh bên đây anh dễ thương lắm, em nhìn mặt rất là có cảm tình. Nè. Bên đây giám đốc đúng không? Dạ. Bên đây cũng là em làm gì công ty em? Nhân viên hành chánh văn phòng. Nhân viên hành chánh văn phòng. Đỡ một cái phụ việc nhà cho mình em ơi. Rồi, anh thấy Quang chưa hỏi gì hết. Làm cái tay mình cũng cực. Gì nữa? Anh chưa hỏi gì hết. Xem đàn gái thấy được quá anh về luôn. Mừng quá. Nãy giờ anh nói á, mày mốt lỡ có chuyện gì anh căng nhằn quái luôn. Thế em sẽ làm gì? Anh nói nhiều quá em mệt thì em ra một góc em ngồi thôi. Được, rồi cũng được. Bây giờ hôm nay mình có đi với người thân không? Coi được cả luôn. Em có đi với cậu mợ với bạn em. Cậu mợ ở trong Nam đúng không? Dạ. Rồi, cậu thấy em. Sao cậu? Cậu ruột ạ. Cậu ruột. Xin chào MC Quyền Linh. Dạ. Và MC Mỹ Đường. Dạ, chào cậu. Tôi xin giới thiệu là tôi tên là Nguyễn Thanh Bình, hiện là đang ở dưới Nhà Bè, công ty xăng dầu khu vực 2. À, wow. Dạ. Nhận xét về anh bạn thì nói chung quy là con người đàn ông, con người á, nói chung mạnh mẽ, nói chung là cũng được, tính cách được. Nhưng mà nói chung là còn phải tìm hiểu nữa. Theo như bản chất của tôi ấy, bản tính của tôi ấy, thanh niên này là chỉ làm bạn thôi, bạn bè. Và vậy mình tìm hiểu tiếp. Thế thôi ạ. Dạ, thế thôi ạ. Dạ. Cảm ơn cậu ha. Hôm nay em đi với ai? Thì em đi với hai đứa em họ ấy. Chào chú Quỳnh Linh. Chào, chào chị Cát Tường. Chào em. Còn thấy sao con bên vấn đề bên kia sao? Dạ con? Anh Luân ơi, em thấy chị này rất là hòa bát với lại hòa đồng. Em nói chung là em kết rồi đó. Còn anh thì sao em không biết. Về việc mà sau này tiến hơn á, về làm dâu á, thì em đảm bảo á, trong việc mà bếp núc á, anh em sẽ hỗ trợ chị 100%. Wow. Yeah. Sướng quá. Rồi, như vậy là hai bên cũng thấy ổn rồi ha. Vấn đề là hai người mắt nhìn nhau có cảm nhận được tình yêu đã đến hay không. Kéo màn lên. Bắt đầu đi em. Anh tặng chị một món quà. À, em thấy anh sao? Em thấy anh ngoại hình ok, đẹp đẹp hơn là em tưởng tượng nữa cơ. Thế ngồi sang hơn thế hồi nãy chị em mình bàn. Dạ, dạ đúng rồi chị. Lúc nãy anh nghe giọng thì nghe anh ấy nhỏ nhẹ hơn giọng em nữa, nên em cứ nghĩ chắc anh ấy ngồi cũng hơi thẹn thẹn. Không ngờ anh ấy như thế này. Em thì cũng năng động một xíu, tức là trong công việc em khá là bận. Không biết là anh suy nghĩ thế nào về con gái và người vợ, ví dụ sáng đi làm cả ngày, mà nhất là nữ lại là nhân viên kinh doanh, không phải nhân viên mà công ty là công ty của em, nhưng em dành rất là nhiều thời gian cho công ty, rồi buổi tối thì em có làm thêm đi dạy, giống như là một cái niềm đam mê của em nữa. Anh muốn chia sẻ với em, có nghĩa là khi mà đã tiến tới rồi
thì em nên hạn chế lại, chứ mà em cứ đi lúc từ sáng đến chiều về, đến tối về thì cái đó không phải gọi là gia đình nữa. Ừ, cảm ơn anh. Vậy nếu muốn anh em bỏ em này bỏ bớt thì anh muốn bỏ bớt cái gì? Chắc bỏ công ty không được đâu. Không phải, để cho em có sự lựa chọn của em, chứ anh không có áp đặt là muốn em như thế này thế kia. Em có nghe nói á, thông thường là quyết định của anh là quyết định đúng đến 70%. Trong trường hợp mà em nói lại được, thành ra em đúng mà anh sai thì rồi anh phản ứng. Thì anh sẽ lắng nghe em. Anh có ngại nói lời xin lỗi không? Không, mình đã làm sai gì là mình phải xin lỗi. Bạn trai cảm nhận về bạn nữ như thế nào? Thì em cảm nhận về cô ấy rất là xinh và nói chung là giỏi. Em cũng rất là may mắn có cơ hội được gặp anh ngày hôm nay. Dù có tiến tới hay không thì chắc chắn là mình cũng sẽ vẫn là một người bạn bè tốt. Hết thời gian. Nào, suy nghĩ cho kỹ, nhắm mắt lại, tưởng tượng xem một nửa bên kia có phải là mảnh ghép của mình hay không. 1 2 3. Hết thời gian. Ai à. Hôm nay sao ấy nhờ. Lại một cặp nữa rất đẹp đôi mà không bấm nút. Lý do sao bạn nữ? Tại sao em không bấm? Ấn tượng ban đầu thì em cũng hơi ngại cái vấn đề lúc anh ấy nói là anh cũng khó tính, anh cũng nóng tính, anh cũng nói nhiều, rồi anh cũng đúng đến 70%. Nếu là em thì em sẽ muốn là trong tất cả các cái vấn đề thì hai bên đều phải nói chuyện trước rồi mới quyết định là ai đúng ai sai, rồi mới là người đưa ra quyết định cuối cùng, chứ không nên dàn xếp như vậy trước. Bạn trai thì sao? Thì em cảm thấy không có cuốn hút vô đôi mắt của em cho nên em không chịu. Nhưng mà cái câu mà bạn nữ nói nãy mình cũng phải rút kinh nghiệm. Dạ vâng. Bởi vì chúng ta không nên quyết định điều gì mà người ta cảm giác người ta đúng 70% hết. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Hôm nay tôi khóc nữa quá. Cặp đôi đào cũng đẹp hết mà không bấm nút. Trời ơi. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relate. Ôi, chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình nha. Nhau mày như cũng trèo. Xong cũng lội trèo mới xong cũng lội mà có cái đèn nhỏ nhỏ vượt hôm qua. Em muốn sanh mấy đứa con? Tùy theo vợ. Thì tùy theo vợ, tùy theo mình. Em cười đó phải có thiệt đâu nha. Đúng rồi. Thật mà. Ủa thật luôn. Và bây giờ thì chúng ta chưa đến phần ẩm thực đâu, một chút xíu nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chia sẻ và tâm tình mai mối với bà Mai Cát Tường và hai nhân vật. Một đây, một người nam đã ngồi đây rồi. Cát Tường sẽ đưa bạn nữ vào và chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện. Rồi, đến ghế rồi nha, ngồi xô. Mời hai bạn mở mặt nạ ra. Chào bà chị Cát nha. Rồi, yeah. Bây giờ hai bạn ngồi gần nhau rồi đó, chỉ cách nhau một cánh cửa trái tim thôi. Bây giờ mình nói lớn lên. Rồi, mời bạn trai giới thiệu trước. Em tên là Nguyễn Văn Thông, quê em ở Nghệ An. Hiện đang sống và làm việc ở Bình Phước. Dạ, năm nay em 28 tuổi, sinh năm 1991. Và đang khai thác nhựa cây cao su. Khai thác nhựa cao su? Dạ, yeah. Cho công ty hay là sao? Ý là làm cho vườn mình. À, làm cho gia đình mình. Rẫy bao nhiêu hectare? Hơn 5 hectare. Hơn 5 hectare, dạ. Vậy thì nó bự quá rồi, mình làm sao hết? Phải thuê người nữa. À, mình phải thuê người, đông nhân công không? Có 1-2 người. 1-2 người. Là cái đó là mình làm quanh năm luôn hay là vô mùa mới làm hay là như thế nào? Không, một mùa chỉ có 8 tháng nè. 8 tháng đi làm, 4 tháng chơi. 4 tháng không phải chơi đâu, 4 tháng nữa cũng làm việc khác. 4 tháng làm việc khác, ví dụ việc khác là làm việc gì? Nuôi cá nè. Có nuôi cá nữa, dạ. Trời, ông chủ giỏi dữ ta. Thế mình đang sống với ai vậy? Sống với ba mẹ. Ba mẹ. Thế ba mẹ là còn làm việc không hay là nghỉ hưu rồi? Có ba mẹ đang còn trẻ, ba mẹ năm mấy. Ba thì làm thợ mộc, mẹ phụ nấu ăn. Ba làm thợ mộc, mẹ phụ nấu ăn. Vậy là cái việc làm rẫy nuôi cá là một mình em thôi. Dạ, yeah. Nhà anh đông anh chị em không? Nhà có ba anh em trai, em là thứ hai. Rồi hai người kia đâu? Anh là có vợ rồi còn thằng em nữa. Rồi ông chủ ha. Rồi, tới em gái giới thiệu đi em. Em xin chào chị Cát Tường, xin chào bạn nam bên kia. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phương, năm nay 29 tuổi. Em là kế toán, em đang làm việc và sinh sống ở Buôn Ma Thuột ạ. Có ngại bạn trai nhỏ hơn mình tuổi không? Dạ không ạ. Ta tuổi trẻ nhưng mà tài cao, ta dạ. Làm ông chủ rồi. Dạ vâng nha. Ạ. Dạ. Quê mình là ở đâu? Em làm việc và sinh sống ở Buôn Ma Thuột nhưng mà quê gốc em ở là miền Bắc ạ. Vào Buôn Ma Thuột lâu chưa? Dạ em được sinh ra ở bên mở Buôn Ma Thuột luôn ạ. Sinh Buôn Ma Thuột luôn. Dạ vâng ạ. Rồi hiện giờ sống làm việc Buôn Ma Thuột luôn. Dạ vâng ạ. Hôm nay xuống đây ghi hình thôi. Dạ vâng ạ. Rồi chừng nào về? Dự kiến thì tối nay hoặc là tối mai gì đấy. Thôi tối mai đi, ở nay ở lại đi chơi một bữa nữa. Buôn Ma Thuột giờ phải chạy ngang Bình Phước. À, về Buôn Ma Thuột phải chạy ngang Bình Phước. Đúng rồi. Từ Bình Phước lên Buôn Ma Thuột còn bao nhiêu cây nữa biết không? Đi lần nào chưa? Chưa đi lần nào. Ủa phải trăm mấy, gần 200 cây nữa. Chắc 300 cây á. Hả? 300 cây. Đâu dữ vậy? Xa lắm. Không.
Từ đây mua Mê Thuột có 200 mấy chục cây à. Mà từ Bình Phước là đi lên nữa còn chừng còn 100 mấy à. Em chưa đi, em chưa đi nên em có 100 mấy à, bữa chị đi diễn mua Mê Thuột mà 200 mấy chục cây à. Là từ Sài Gòn luôn á. Còn mà từ Bình Phước lên 100 mấy à. Em chưa đi khi nào hả? Lát nữa sợ Google coi thử, chị Tường cũng không rành địa lý. Cần gì sợ, chị bảo anh đi lên là biết liền. Ờ, cần gì sợ, đi lên một lần là biết liền. Dạ. Giờ quen bạn gái ở xa quá có ngại không? Không, sao ngại được vì con trai mà đông có ngại. Nhưng mà thí dụ ở xa vậy thì bao lâu mới thăm cổ được lần? Nếu mà yêu nhau, hiểu nhau rồi thì tuần hoặc 2 tuần vậy. Tuần, lần, 2 tuần lần lại rồi. Còn nhiều công việc nữa. Rồi yêu nhau bao lâu thì tiến tới hôn nhân? Một năm. Khoảng cách cỡ nào mà yêu rồi là vượt hết đúng không? Giống như kiểu mà người ta nói là yêu nhau mấy núi cũng trèo. Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội mà có cái đèo nhỏ nhỏ vượt không qua. Không, đèo nhỏ to gì cũng vượt hết. Vượt hết phải không? Rồi. Ê, điểm mạnh điểm yếu của em là gì cưng? Dạ, điểm mạnh của em là người vui vẻ, hoạt bát. Em thích gặp gỡ và nói chuyện với mọi người và cũng là người biết cảm thông và chia sẻ chị. Còn điểm yếu của em thì đôi khi là với những người thân quen em nói hơi nhiều ạ. Nên là... Nói nhanh nữa. Em cũng nói hơi nhanh. Đúng không? Nói chậm chậm lại, nói lớn xíu ta mới nghe rõ được nè. Thế còn em, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Biết ca hát. Biết ca hát. Đầu tôi không tin, bây giờ ca hát thử khúc tôi nghe coi. Dạ, em ca một đoạn bài Chị Yêu Mình Em. Rồi nghe. Ta giúp lại ảnh đi. Rồi, mời em. Vừa ngày nào, ánh mắt ta trao nhau lần đầu, nụ cười em đã khắc sâu trái tim của anh. Phải làm sao cho vơi đi bao nhớ thương về em, phải làm sao cho phút giây đó ngừng trôi mãi, và một ngày tiếng yêu thương đó chợt trở về gặp lại em, lòng hạnh phúc mang bao nhung nhớ. Và anh biết mãi mãi trong cuộc đời này thì tình yêu anh đã thuộc về người. À, giọng hát này chắc cũng đi luyện dữ lắm phải không? Nhà em hát. Ở nhà hát. Có tiệc tùng đám cưới đám hỏi gì có lên hát không? Có, lâu lâu đám cưới anh em bành về thì... Chắc cũng giật bành luôn đúng không? Chung vui. Chung vui đúng không? Rồi bạn gái mình đáp lại liền chứ không thôi là mình thua sao? Mời em. Cảm ơn tình yêu. Rồi, mời em. Hạnh phúc trao dâng, lời hát xin cảm ơn tình yêu dành cho chúng ta một đêm, phút giây còn mãi hát lên. Lời hát xin cảm ơn tình yêu dành cho chúng ta một đêm nhớ mãi. Trời, cặp đôi này mà giờ lấy nhau về rồi hát hoài ai chịu nổi ta. Rồi dành nhau giật cái micro nhau nữa, khổ ghê luôn ạ. Ổn không em? Cô hát được không em? Hát hay. Hát hay ha. Em hát cũng hay, hai người đều hát hay hết. Rồi bây giờ tới cái tình trường coi sao nè. Hai mối tình. Cái mối gần đây nè, bao lâu? Hồi năm 21 tuổi. Rồi sao chia tay? Cô hàng xóm dễ thương quá mà sao chia tay? Chắc là không có chăm sóc, không có quan tâm người ta phải không? Lo toàn là mấy cây cao su, mấy cây nhựa không chứ gì. Đúng không? Bây giờ rút kinh nghiệm nha. Bây giờ có tình yêu là phải quan tâm chăm sóc đến người yêu, đặc biệt là yêu xa nữa, phải nhắn tin hỏi han, gọi điện, đúng không? Thế em tình trường em sao? Tình trường của em thì em chưa chính thức quen ai cả. Tại 29 tuổi mà chưa quen ai hết. Dạ. Nguyên nhân là có hai lý do chính. Một là người mà em thích thì lại không thích em, còn người thích em thì em lại không thích. Trời dạ. Khổ vậy trời. Vậy là chưa có hôn ai, chưa có nắm tay, chưa gì hết. Dạ, đó gọi là bí mật, ít mật mí, nhưng mà ai cũng biết cả. Trời dạ. Ơi, phí hoài tuổi xuân quá. Rồi sao bây giờ em thích làm sao mà người ta mà người ta không thích, rồi người ta thích sao mà em không thích nè. Thì em thích người như thế nào? Dạ, mẫu bạn trai của em thích thì nếu là một người như là ấm áp, dạ, là người có trách nhiệm, rồi biết quan tâm và chia sẻ với mọi người ạ. Rồi, về ngoại hình thì như thế ngoại nào? Ngoại hình thì là cao 1m6 trở lên ạ. Dạ. Có đôi mắt đẹp. Mém đẹp. Em mém cao mét mấy? Em cao 1m65. Mét 65. Dạ. Rồi gì nữa, tiêu chuẩn gì nữa? Mập, ốm, cao, tóc, tai, quần áo em thích như thế nào? Dạ. Về trang phục thì em cũng rất là thoải mái. Còn gầy với ốm thì đừng có gầy quá mà đừng có mập quá là được. Đừng dạ. Gầy quá, đừng mập quá. Dạ, vâng ạ. Mập quá bắt về tập thể dục, mà dạ. Ốm quá về mình nuôi ăn. Dạ. Gầy quá em sợ đi ra ngoài, em lại sợ là anh bạn ấy là bay mất chiếc gió mất. Bay chiếc gió mất cao. Đó. Rồi, thế còn em sao? Kiếm một người sống tình cảm, biết quan tâm chăm sóc gia đình. Rồi, ngoại hình như thế nào? Cao 1m55 trở lên. Có. Gì nữa? Mặt
tròn. Mặt tròn, tròn luôn. Cái này gọi là trăng luôn đấy ạ. Cái này là tròn do. Gì nữa? Vậy được. Vậy thôi, cái này đơn giản quá, đâu có tiêu chuẩn gì khó đâu. Thôi được rồi, bây giờ đó, à cho chị coi tấm hình coi nè, để đoán nhau coi được không nha. Đó, anh ấy có ở trọng đó, coi đi. Dạ em gửi chị. Đó, có cô gái ấy ở trọng luôn đó. Cao 1m, 5m mấy cưng? Dạ em, thực ra là em chỉ cao 1m50 thôi chị. Cao 1m50 thôi. Dạ. À, anh này thì cao 1m65. Dạ. Đó, mặt tròn, xương xương, gầy gầy. Cao 1m65 mà ông chỉ vô người cao cỡ 1m7 gì vậy ông? Mình cao có 1m65 mà chỉ cô cao chi dữ vậy? Cô này, cô này thấp nhất rồi. Giờ thích cô nào tôi gả cô đó nha, lựa cho kỹ nha. Cô này đi. Cô đó đúng không? Chắc chưa? Ưng Nguyên đấy. Ưng chưa? Ưng đấy. Ưng cô đó chưa? Để lát là tôi làm mai cô đó đó nha. Rồi, bên đây. Dạ, chị. Ai, anh nào? Dạ, em đoán cho anh này. Đoán anh này? Dạ. Lý do tại sao? Dạ, thấy... em cũng không biết nó như cảm nhận là giống như là giống giống em á. Ồ, giống giống em hả? Dạ, trời mặt tròn á. À, mặt tròn. Dạ. Ảnh không có tròn đâu em. Thôi được rồi, đó là mình đoán cho vui thôi. Bây giờ mình sẽ kiểm tra lại xem cái cảm nhận của mình có đúng hay không nha. Dạ vâng ạ. Mời hai bạn hãy nhìn xuyên qua cánh cửa trái tim. Sao dạ, anh ạ? Chào đúng em. Không em trai? Đúng rồi. Em đúng rồi hả? Hồi nãy chỉ cô kia là trớt quớt rồi thấy không? Thôi bây giờ là mình đoán, bây giờ người thật việc thật ở đây rồi, mình trò chuyện thôi. Anh có món quà gửi cho em. Đây đây, qua qua trái tim luôn. Không, em qua bên đây được. Ờ thôi em thích qua, em qua. Dạ vâng ạ. Dạ chào anh ạ. Dạ cho em gửi đây các bạn. Rất vui được gặp em. Dạ vâng ạ. À, ta muốn qua để người ta bắt tay. Rồi. Khi mà cánh cửa trái tim này mở ra thì cảm xúc đầu tiên của em là như thế nào khi thấy cô gái bên đó? Cô ấy cũng dễ thương. Tròn không em? Đạt chuẩn em khoảng bao nhiêu phần trăm? 80%. Rồi, còn em thì sao? Dạ, thì anh cũng gần gần giống những gì em tưởng tượng á. Dạ. À, bây giờ hai người trò chuyện với nhau, tâm sự với nhau ha. Chị Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Mr. Lai. À, khoảng vài phút sau thì chị Tường sẽ quay lại nha. Bây giờ mời hai bạn thưởng thức những món ăn của nhà hàng Mr. Lai. Đây là món há cảo nấm tùng lộ, xíu mại nấm đông cô, bánh xếp hẹ chiên và dầu cháo quẩy, nhồi tôm chiên giòn. Những món ăn rất là ngon ha. Đây là phong cách ẩm thực Hồng Kông đó. Ăn nhưng mà nhớ trò chuyện với nhau nghe, hỏi nhà cửa rồi hẹn cái lịch coi sao cho nó trùng khớp lên thăm nhau nha. Rồi mời hai bạn tự nhiên, chị Tường sẽ quay lại liền. Dạ, chào chị. Dạ, em chào anh. Dạ. Mời em. Dạ vâng, mời anh ạ. Dạ. Dạ. Ủa, anh như vậy là anh lên lúc nào? Anh lên hồi sáng. Hồi sáng hả? 7 giờ. Dạ. Anh đi bằng cái gì lên đây? Đi xe máy. À, dạ đúng là từ Bình Phước mà lên đây đi xe máy thì rất là tiện. Từ đó em từ trên đó mà đi xe máy thì mất khoảng tầm 8 đến 10 tiếng nên là nên đi ô tô thì nó sẽ hơi nó đỡ hơn. Đây em hơi đi, xa. Dạ. Đi xe đường nằm phải không? Dạ em có đi xe đường nằm mà. Dạ. Nhà em thì bao nhiêu anh chị em? Dạ, nhà em thì có hai anh chị em và một em trai nữa. Nhưng em một em trai thì là hay đi làm xa nên là em lại hay ở nhà với bố mẹ. Em đang ở sinh nhưng mà em ở với bố mẹ luôn. Bố mẹ nhiều tuổi chưa? Bố mẹ em khoảng tầm 50-60, thế nói chung là vẫn là chưa, vẫn còn là trẻ. Với em thì bố mẹ em luôn luôn trẻ. Không, dạ. Vậy nhà em ở nhà làm gì? Bố mẹ em? À dạ, bố mẹ em thì trước kia làm công nhân thì bây giờ mẹ em nghỉ hưu rồi. Còn bố em thì vẫn làm rẫy. Rẫy cà phê? Dạ, có rẫy cà phê, hai phụ huynh cứ túc tắc làm rẫy coi như là vừa tập thể dục vừa đi làm luôn ạ. Thì bữa nào anh lên chơi được? Dạ, anh có muốn anh lên chơi hay là anh muốn lên phụ cũng được luôn. Lên phụ luôn. Dạ vâng ạ, em đồng ý hết. Dạ, ok. Dạ vâng ạ. Dạ em dùng đi. Dạ vâng ạ, em mời anh ạ. Dạ. Ủa anh đi làm như vậy thì có anh hay có hay đi chơi đi đâu chơi lâu không? Hay là anh thường thường ở nhà? Anh thường ở nhà không ạ. Anh có hay đi du lịch gì không? Có, anh hay đi phượt với đi du lịch Tết rồi mới đi. Còn à, bình thường công việc nhiều đâu đi được nữa. À dạ vâng ạ. Sở thích của em là một năm ít nhất là phải đi một hai nơi em mới cảm thấy nó là thoải mái được, chứ còn nếu không được đi đâu em cảm thấy rất buồn á. Đúng rồi, nó dạ, cảm thấy cuộc sống hạnh phúc hơn. Dạ, nói chung là người ta bảo là sáng thức dậy ở một nơi xa ấy anh. Đúng rồi. Dạ. Anh thích vậy đó. Dạ vâng ạ. Dạ. Ở nhà mọi người có hỏi về vấn đề lấy lập gia đình không? Cũng ít hỏi lắm nhưng mà vậy là cũng thoải mái. Tại thoải mái lắm, ba mẹ anh thoải mái lắm. Bố mẹ em cũng vậy, bố mẹ em bảo là nói chung là được quyền lựa chọn và được quyền chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình. Bố mẹ không ngăn cản. Quyết định là do hai đứa thôi. Dạ vâng ạ, đúng rồi. Cứ hai đứa cứ hai người cứ tìm hiểu đi, nếu mà có duyên thì sẽ
tiến tới sao? Dạ. Thì nói chung là nếu mà có một dịp nào đó thì mời anh lên Buôn Ma Thuột. Cho nên không khí rất là mát mẻ, mọi thứ rất là thoải mái á. Thì lên một lần để biết xem là con đường từ dưới Bình Phước lên Buôn Ma Thuột nó xa như thế nào, hay là nó gần ra sao nhá. Dạ. Gần Tư Chân Thành ấy. Dạ. Rồi, nãy giờ có ăn được miếng nào chưa? Có, em ăn được miếng. Ngon không? Ngon lắm. Ngon chị ơi. Ngon chị ơi hả? Chứ đồ ăn của Hồng Kông là ngon dạ. lắm nha. Rồi, nãy giờ có hẹn hò được gì chưa? Có. Có làm sao? Giờ chừng nào lên thăm cổ lần đầu tiên bây giờ? Bây giờ là bữa nay ta ở lại, thí dụ ở lại tới mai rồi, có hẹn hò đi đâu chơi không? Tối nay có đi đâu chơi không? Thì để em rủ. Để em rủ, nãy giờ chưa rủ nữa. Chưa. Trời ơi. Tức là ơi, em đợi chưa. Anh ấy rủ, em tính rủ rồi mà em thấy anh không nói em cũng bèo dế, sợ bèo luôn, thấy không? Thì đang mê man nói chuyện. Vậy hả, đang mê man nói chuyện. Để chưa đề cập tới. Rồi, một chút xíu nữa mình sẽ có nhiều thời gian hơn nữa ha. Nhưng mà giờ quan điểm của tụi em về hôn nhân gia đình là như thế nào? Theo em quan điểm về hôn nhân. Với em thì quan điểm về tình yêu ấy thì là tình yêu thì có tính thời điểm thôi, và nó bắt đầu từ sự rung động, nhưng mà có bền lâu hay không ấy thì là nó là sự nỗ lực. Còn về quan điểm về hôn nhân thì là sự cam kết và trách nhiệm và sự tôn trọng. Cam kết, trách nhiệm, tôn trọng. Thế còn em, quan điểm về hôn nhân của em như thế nào? Em cũng đơn giản lắm, sống nó tình cảm ấy. Hai bên yêu thương nhau. Thí dụ như sau này sinh con thì em muốn sanh mấy đứa con? Tùy theo vợ. Thì tùy theo vợ, tùy anh theo mình lựa chọn nó. Không, tùy theo vợ, vợ sinh mà mình đâu có sinh được. Đúng không? Nhưng mà phải mình phải có mình góp sức vô mới sinh được chứ. Thì có mình góp sức, nhưng mà vợ đẻ nhiều thì nuôi nhiều. Dạ, đẻ nhiều nuôi nhiều. Nếu mà lấy nhau về thì kinh tế trong gia đình ai sẽ là người quản lý? Vợ quản lý em cũng được, nhưng mà ai thích thì người đó quản lý. Xưa giờ em làm ăn vậy rồi tiền bạc là ai giữ? Em giữ hay là bố mẹ giữ? Em giữ. Em giữ hết. Vậy là cũng có dành dụm được nhiều không? Cũng có. Em đi đầu tư đất đai. Ồ, dành đi đầu tư đất đai vậy là giỏi quá rồi. Có được mấy miếng đất rồi? Cũng có vài miếng. Có vài miếng vậy là tốt quá rồi ha. Còn trẻ mà vậy là giỏi rồi. Đây, giờ chị cho hai bạn bóc vài lá thăm nha. Bóc vài lá bài của chương trình nè. Rồi mình đọc lên, đọc lớn lên. Rồi mình thực hiện cái yêu cầu ở trong này. Hãy thể hiện năng khiếu khiến đối phương vui. Năng khiếu khiến em có thể khiến cho anh vui là em thường hay đôi lúc là em hay kể chuyện cười. Nhưng mà lên đây thì em lại bị run quá nên là không thể nhớ được chuyện cười. Được. Nhưng mà em chỉ cần nhìn thấy anh là em nghĩ đến một vấn đề. Đó là nhìn anh rất đẹp trai, nhìn rất mắc cười và rất vui. Vui không? Người ta khen mình kìa. Chị khen thì phải vui thôi. Đó, người ta đang kể chuyện vui đó. Chuyện vui, chuyện cười đó phải có thiệt đâu nha. Đúng không em? Thật mà. Ủa thật luôn. Thật chúc mừng em. Rất là dễ thương, rất là đẹp trai. Bây giờ em bóc một lá bài đi, đọc lớn lên. Em yêu cầu anh thực hiện cái điều ở trong đó. Nếu hai bạn yêu nhau, thời gian nào ra mắt gia đình và bạn bè? Nếu mà yêu nhau thì khoảng... Trả lời với cổ á. Anh phải nhìn em. Đúng em rồi. Đây này. Nếu mà yêu nhau thì khoảng 2 tháng hoặc 1 tháng vậy. Về trong mắt không, giờ đây là lên truyền hình người trong mắt rồi. Nhanh dữ vậy đó hả? Thấy đâu đó. Tao nói lấy vợ phải lấy liền tay, chứ để lâu ngày gió thổi nó bay. Có nghe câu này chưa? Em nghe rồi. Bây giờ mà không lấy lẹ là coi gió thổi là nó bay luôn á nha. Còn gió thổi mà bên đây không bay là gió thổi em bay á. Lấy anh này về là phải tẩm bổ, phải nuôi khéo nữa nè. Chắc là cũng không có ai chăm sóc ăn uống nên là hơi là thiếu cân. Mà mạnh khỏe không vậy? Khỏe lắm. Khỏe lắm hả? Sao dân làm rẫy mà sao tôi thấy yếu xìu vậy? Trời, em khỏe lắm. Khỏe lắm hả? Một ngày lao động của em là như thế nào? Em kể chị nghe có lịch trình coi. Sáng mấy giờ dậy? Nếu mà mình khai thác nhựa cao su thì nó làm ban đêm mà. À, làm ban đêm hả? Buổi đêm thì mình làm từ 2 giờ tới 5 giờ. 2 giờ khuya hả? Làm tới 5 giờ sáng. Ủa lý do sao vậy? Em là cái giờ đó mới có nhựa hay là nhựa sao? Nó mới chạy ra. À, nhờ vậy mình mới biết. Làm xong rồi nhựa nó chạy ra, xong rồi mình đi lấy khoảng 9-10 giờ mình đi lấy. 2 giờ đến 5 giờ, rồi sau 9 giờ đến 10 giờ là sao nữa? Tức là nhựa nó chạy. Khi mình cạo là nhựa nó chạy. À, rồi cái mình đi ngủ hả? Đi ngủ rồi cái 9-10 giờ mình dậy mình thu hoạch. Rồi sau nữa chiều đi chơi. Chiều đi chơi thôi. Trời, sướng quá. Rồi buổi tối cũng chơi luôn, chỉ có 2 giờ mới đi làm, đúng không? Khỏe rồi, vậy được rồi đó, ổn định rồi. Buổi chiều thì đi chơi, nhưng mà có khi thì phải cho cá ăn. À, đi chơi phải cho cá ăn. Không, công việc cũng nhàn hạ quá. Bây giờ ví dụ nè, bây giờ lấy nhau nè, em có ngại làm dâu không? Dạ, em không ngại làm dâu chị. Rồi đi xa cũng được, phải không? Hai bạn cùng quê ở ngoài Bắc đúng không? Mình hẹn hò nhau về thăm quê, thăm bà con cũng tiện. Em cảm nhận về anh từ khi gặp đầu tiên là như thế nào? Dạ, cảm nhận của em là anh đầu tiên em thấy là anh là một người rất là chân thật.
nói chuyện rất là nhỏ nhẹ. Em và cũng là một người như là đàn ông có trách nhiệm với gia đình á. Dạ. Điều đó khiến em rất là cảm thấy rất là ấn tượng ạ. Dạ. Còn anh thì sao? Anh cảm thấy em như là người như thế nào? Em nhìn em cũng hiền. Dạ. Hợp với cái tiêu chuẩn của anh. Dạ. Anh cũng cảm nhận vậy thôi. À. Không biết được. Mới tìm hiểu nhau nhiều hơn. Dạ, vâng. Đúng ạ. Rồi. Thật ra hôm nay là chúng ta có một cái cơ hội, một cái gặp nhau đây là cái duyên thôi. Dạ. Còn mà biết có tận dụng hay không, có nắm bắt cái cơ hội này hay không là do các bạn. Dạ, vâng. Chứ ít phút ở đây không phải là gặp đây rồi tự nhiên bấm nút và kết hôn, không phải. Cái này là mới đến nút để mình chấp nhận, bắt đầu từ ngày hôm nay mình cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu nhau, để qua lại. Đúng không? Nếu mà hợp nhau thì mỗi bên phải vun đắp thêm nữa, mỗi người nhường nhịn nhau, hy sinh nhau một chút thì nó mới tới được cái ngày là về chung một nhà. Đúng không ạ? Rồi bây giờ mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu như chúng ta thấy đối phương phù hợp, có tiềm năng, ta rung động, ta có cảm xúc thì chúng ta bấm nút thật mạnh. Nếu cảm thấy không hợp thì chúng ta lấy tay ra khỏi nút bấm. Rồi đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, hãy đưa ra quyết định của mình và phải chịu trách nhiệm với cái quyết định đó. 1 2 3. Bấm vô lại. Rồi. Ví dụ hồi nãy cổ không bấm được hả? Em bình thường là bạn. Bây giờ bấm nút rồi thì sao? Bạn tìm hiểu. Đang tìm hiểu. Rồi mời hai bạn qua bên đây. Bạn đặc biệt. Rồi mời hai bạn qua bên đây. Rồi nắm tay nhau đi hai bạn. Và hãy dành cho nhau một nụ hôn đầu tiên, kỷ niệm khi chúng ta đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Anh vươn tay em đi. Ủa có xem chương trình này chưa? Có. Có thấy người ta hôn nhau cuối chương trình không? Có thấy nhưng mà thôi hôn tay được. Ông chắc ông ế quá, ông chủ gì đâu thiệt á, mệt mỏi ghê luôn á. Làm như hai người hôn tôi sướng vậy. Rồi, thay mặt cho chương trình gửi tặng em một món quà. Cảm ơn ạ. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Gửi tặng các bạn những chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 đến 9 tháng. Bây giờ khoan hả, về nha, ra mình ăn uống xong mình đưa nhau đi coi phim, lâu lâu mới có cơ hội lên đây nha. Rồi tìm hiểu nhau, lấy thông tin điện thoại địa chỉ gì đó, rồi nếu mà thích cổ thì quan tâm chăm sóc, có tin vui gì thì báo cho chị Tường biết được không? Rồi cố gắng lên nha. Chúc mừng hai bạn nha. Dạ, cảm ơn chị ạ. Cảm ơn chương trình ạ. Mạnh mẽ lên chút xíu, hơi nhát hơi rụt rè, rồi đứng đó đợi chị Tường xíu. Và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết rồi ạ. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất là quen thuộc của chương trình, 8 giờ thứ 3, thứ 5 và 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xin bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Dạ kính thưa quý vị, nói vậy thôi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Bây giờ thì xin mời quý vị chào đón hai nhân vật nam của chương trình. Rồi, mời hai bạn gái đến với chương trình ngày hôm nay. Black and White. Và bây giờ ta sẽ mời quý vị đến với phần trò chuyện. Đầu tiên các Tường xin hỏi chàng trai ở ghế màu đỏ. Chào em tên là gì? Dạ chào chị ạ, em tên là Thái ạ. Dạ em 23 tuổi ạ, thì em quê Tiền Giang. À vậy là gia đình mình lên đây hết luôn chưa hay vẫn còn dưới quê? Dạ lên đây hết rồi chị. Thế bây giờ điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nè? Em nghĩ điểm mạnh của em là chân thành nè, được người khác dễ được người khác yêu quý nè. Ừ. Dạ tính tình trầm á thì chị, thì em hay kiểu lắng nghe người khác, được người khác yêu quý, là nơi tâm sự của tất cả mọi người. Ừ. Lúc rảnh rỗi thì Thái làm gì? Thường lúc rảnh rỗi thì em đang tập cho mình một cái thói quen đọc sách đó chị. Thì nếu mà thời gian rảnh rỗi em sẽ kiếm cho mình một quán cà phê nào đó. Em đọc sách. Thể loại sách mà em đọc? Dạ thể loại sách là thường thì em sẽ cố gắng đọc một tháng khoảng 2-3 cuốn. Một cuốn sách là về kinh doanh hoặc là phát triển bản thân. Ok. Và bây giờ là cô gái nãy giờ cười tủm tỉm hoài, ngồi ghế vị trí màu đỏ luôn nè, em giới thiệu về mình đi. Dạ em xin chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Nguyễn Ngọc Trân, hiện tại là em đang là sinh viên năm nhất của ngành văn học ứng dụng của trường Đại học Văn Lang. Đồng thời em cũng là một biên kịch và một nhà báo. Em làm cho báo gì? Dạ cũng không hẳn là báo nữa, chỉ là một vài bạn cần em biên tập hoặc là một vài bạn cần em chỉnh sửa thì em sẽ chỉnh sửa giúp các bạn. Ừ,
và em khai thác những cái thông tin gì? Em là chuyên mục gia đình và tâm lý gia đình hoặc là tình yêu. À trời ơi, tâm lý gia đình và tình yêu, và ngày hôm nay đến chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Hôm nay mình có nhà báo tới. Tường ơi, hãy nghiêm túc nha Tường. Bộ bình thường mình không nghiêm túc sao? À, bữa nay có nhà báo mình nghiêm túc. Ý em nói nhà báo tới nhắc nhẹ chị phải nói chuyện đàng hoàng. Rồi, hiện giờ em ở đâu? Dạ, hiện tại em đang ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. À, quê quán em ở đâu? Dạ, em vẫn ở đây từ đó đến giờ luôn. Dạ. Gia đình ở đây? Dạ, nhưng mà em chỉ ở với mẹ thôi. Tại vì ba mẹ em ly dị từ khi em còn rất là nhỏ rồi. Cho nên là hiện tại em sống với mẹ. À, dạ. Điểm mạnh em biết em là gì? Điểm mạnh của em là em rất là biết cách lắng nghe người khác và rất là hiểu chuyện. Còn điểm yếu của em là em không có kỹ tính, em đôi khi em rất là cẩu thả. Ôi, đây là thông tin của cô gái ngồi ghế đỏ. Mời chàng trai ngồi ghế xanh. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Em tên là Trần Đức Khoa, năm nay em 19 tuổi. Hiện tại em đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Wow, trẻ quá. Hiện tại em đang là sinh viên. Với lại ngồi ra thì em có đi làm ở nhà hàng. Trường nào em? Dạ, sinh viên Trường Văn Hiến ạ. Rồi, quê quán mình ở đâu, nhà mình hiện tại đang ở đâu? Dạ, quê em ở Đà Nẵng. Em mới vào thành phố Hồ Chí Minh được khoảng 2 tháng. Mới vô 2 tháng thôi? Dạ. À, vào cả gia đình hay là em vào một mình để học? Dạ, em một mình để học ạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Ông bà ta người xưa có câu đó là ba trong 36 kế chạy được đằng sau. Thì em tự tin là khả năng của em là có thể chạy nhanh nhất. Chạy nhanh nhất? Dạ. Điền kinh hay gì? Dạ đúng rồi. Cái hả? Hồi cấp 2 em từng là vận động viên điền kinh của thành phố. Ồ, chạy 300m trong mức thời gian bao lâu? 300m em chạy được khoảng tầm 35 giây. Đạt chạy nhiêu đạt? Dạ. 300m em chạy được bao nhiêu giây? Em chạy được 7 xô á chị. Chạy được 7 xô á chị. Chứ lừa gì đâu. Ăn uống như thế nào? Buổi sáng thì có bữa ăn, có bữa thì em ngủ tới trưa. Buổi trưa. Ủa đi học mà sao ngủ tới trưa? Chủ nhật thì em sẽ ngủ tới trưa, còn bữa những bữa mà học thì từ thứ hai tới thứ bảy thì em sẽ dậy em ăn sáng. Buổi trưa thì em ăn cơm ở ngoài, buổi tối thì em ăn mì gói, có bữa cơm ở ngoài. Trời ơi, vậy sao đủ sức, bây giờ còn chạy nổi nữa không? Dạ nổi chị. Ngoài giờ học ra thì em làm thêm vào buổi tối. Hiện giờ đang làm gì? Dạ, em đang làm ở nhà hàng. Em làm chế biến. Em chế biến gì? Dạ, em chế biến những món đơn giản như là món khai vị và món chính. Dạ. Ồ, biết làm luôn. Dạ. Giờ ráng đi làm thêm, có tiền có bạn gái, còn đưa bạn gái đi ăn uống cà phê cà pháo nữa đúng không? Dạ. Rồi, ngon lành. Sở thích của em? Những lúc nào rỗi thì em hay ra công viên để chạy bộ. Được, một chàng trai 19 tuổi đầy tiềm năng. Toàn những người trẻ không vậy ta? Em. Dạ. Giới thiệu về mình đi. À, em chào, xin chào tất cả mọi người. Chào anh Đạt, chào chị Lâm Vĩ Dạ. Chào chị Lâm Vĩ Dạ, chào chị Lâm Vĩ Dạ. Và gì vậy, em muốn đi về hả? Bây giờ. Ủa chị Lâm Vĩ Dạ đâu, chào vậy? Đâu vậy? Có bà tới đây nữa hả? Cái gì? Em bình tĩnh lại. Cái gì, bình tĩnh lại. Rồi, giới thiệu lại nè. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Chào anh Đạt, chào chị Cát Tường. Chào chị Cát Tường. Chào chị Cát Tường. À, em xin tự giới thiệu, em tên là Ngọc Thu Hằng. Hiện tại em đang 20 tuổi và đang là một du học sinh. Và em đã rất là cất công để mà bay từ một nơi rất là xa xôi để có thể đến đây. Quê em ở Bình Phước, đến thành phố Hồ Chí Minh để em đi học. Du học sinh. Du học sinh ở thành phố Jordan. Jordan. Dạ. Jordan là gia đình. Tôi thấy vui rồi đó. Dí dầm. Hiện tại em đang là sinh viên năm 2 của trường Đại học Văn Hiến luôn. Ừ. Văn Hiến giống bạn trường kia. Kia. Về cái khoa nào? Dạ em khoa ngoại ngữ, em học ngôn ngữ Anh. À, điểm mạnh điểm yếu em là gì nè? Dạ điểm mạnh của em đó là tự tin, em có tài năng, ví dụ như là hát và diễn xuất. Còn điểm yếu của em đó chính là nói nhiều, cho nên là em hay nhanh quá, cho nên em không có kiên nhẫn được ấy. Thiếu kiên nhẫn. Nói nhiều nhanh và thiếu kiên nhẫn là sao, là không muốn nói lại? Dạ không phải, ý là ví dụ như trong một việc á là em muốn cái kết quả nhanh, cho nên em không có, tự nhiên mà cái kết quả nó đến chậm quá thì em không có kiên trì mà làm hoài một cái việc được. Hiện tại thì em có làm về những mảng về nghệ thuật, nhưng mà tương lai thì em học ngôn ngữ Anh, cho nên là tương lai em sẽ dạy về tiếng Anh ấy. À, giáo viên. À, đó là thông tin của cô gái Jordan. Tường ơi. Rồi, nghe rồi. Trời, chàng trai ở ghế màu đỏ của tôi nè. Trải qua mấy mối tình rồi? Nhưng mà chính thức á, thì em trải qua được 2 mối tình chị. Hai cái mối tình chính thức của em là như thế nào? Tình đầu tiên là mối tình thời cấp 3, năm lớp 12. Khoảng 6 tháng. Ủa, mối tình đầu ngắn quá vậy? Thường tôi mối tình đầu là dài lắm chứ. Thời đó tại em chị. Em sao?
em trẻ trâu. Lúc mà em quen mối tình đầu á, tôi quen được cỡ chừng 2-3 tháng. Cái lúc đó em thích bạn thân của mối tình đầu của em luôn. Trời đất ơi. Nhưng mà em là một người đàn ông có trách nhiệm. Trách nhiệm? Em đã chia tay với bạn gái em lúc đó rồi. Em mới theo đuổi bạn kia. Trời đất. Bạn kia không chịu em chị. Đúng rồi. Em quay lại với bạn gái cũ. Trời đất. Rồi bạn gái cũ chịu luôn. Em phải năn nỉ cả tuần á. Và sau đó về cũng chia tay. Dạ, sau đó thì quen được 2 tháng nữa rồi chia tay. Thì là em có trách nhiệm đó hả? Ý là mình không, em không bao giờ bắt cá hai tay chị. Lúc một tay là bắt hai con cá. Nhưng mà lúc em buông con kia em mới bắt con này. Lúc em chia tay em nói sao em chia tay? Anh lỡ thích bạn kia rồi. Trời đất ơi, nó cũng phàn vậy đó hả? Rồi phản ứng của bạn gái em sao? Chửi. Đánh em nữa. Sau này hả? Sau này chia tay xong rồi lóc em luôn. Đúng rồi, nó hận em thấu xương luôn mà. Hai đứa bạn gái em á, dạ, nó còn thân nhau không? Hai bạn đó gì nghỉ chơi với nhau luôn rồi, và hai bạn đó đều lóc em luôn rồi. Lóc em luôn rồi hả? Em thấy không? Một mình em mà hủy hoại một cái tình bạn trong sáng của cả ba đứa, thấy không? Mối tình thứ hai. Dạ, mối tình thứ hai thì em quen được gần 2 năm chị. Là gần đây, cách đây hả? Khoảng 1.5 năm trước. Rồi, mối tình này sao? Bạn đó lớn hơn em 3 tuổi. Hai người quen cũng rất là tốt, nhưng mà lúc mà em quen với bạn đó thì hai đứa cùng là sinh viên với nhau á. Đó, em còn là sinh viên, bạn cũng là sinh viên, thì hai người quen nhau rất là kiểu vui á. Bạn đó ra trường rồi bắt đầu đi làm, nó có nhiều cái mối quan hệ hơn, tiếp xúc nhiều hơn, rồi đi giao lưu với bạn mọi người nhiều hơn á. Lúc đó em ghen. Mấy hôm mà đi nhậu mà cái bà xỉn á chị, bà ngủ nhà bạn bà luôn, tức trắng luôn. Đó, cái xong rồi vì vậy mà hai đứa cãi lộn quá, chia tay luôn. Không khổ nha. Em có trách nhiệm với tình yêu lắm chị. Đi á làm ghen, không có em làm ghen. Mà cổ cũng cho em đi theo hả? Tùy á chị. Cô ấy nhậu quá hả? Cũng được được thôi anh. Được. Em nhậu được không? Em hả? Em ít lắm anh, 15-16 lon à. Trời ơi, hợp ghê ha. Giờ tôi muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Chỉ cần em gặp người đó mà em cảm thấy là bị tình yêu sét đánh á, mình phải muốn quen người đó, mình phải có bằng được người đó là... Có nghĩa là em thích ai là sẽ thích ở những cái nhìn đầu tiên. Dạ. Đúng không? Chứ không có đặt ra cái gu thích là thích thôi. Dạ. Dạ đúng rồi. Thích những cái mối tình sét đánh. Dạ đúng rồi. Không đánh xong là nó hết đánh á. Là mối tình nó ngắn ngủn rồi. Đánh xong mình cháy luôn. Cháy luôn hả? Cháy luôn. Một chàng trai rất là thật thà, thẳng thắn, tâm sự về những chuyện tình yêu của mình. Còn cô gái ngồi ghế màu đỏ của tôi nè, tâm sự tình trường của em đi. Em bao nhiêu cuộc tình rồi? Em cũng chia sẻ thật lòng luôn là em có trải qua 10 cuộc tình rồi. 10 cuộc tình rồi. Dạ, nhưng mà thật ra thì những em có thể nhớ tên hết 10 người đó không ạ? Dạ, em không dám kể. 10 cuộc tình. Tất cả 10 cuộc tình đó thì thật ra nói thì cũng không suôn sẻ lắm. Thì đúng kiểu rồi, là... 10 cuộc tình lận mà. Thì thật ra là đặc thù công việc của em là em rất là bận. Em, cái ngành học của em rất là khó, nó bắt buộc con người là phải học cả tâm lý học, văn học, cả nhân học, rồi cả một vài thứ để ứng dụng vào cuộc sống này nữa. Cho nên là thật sự là em rất là áp lực. Cộng với việc là em đi làm và công nhiều công việc như vậy, nên là thường là em sẽ không có nhắn tin. Em buổi sáng thì em chỉ gọi có một cuộc điện thoại thôi, là gọi một cuộc điện thoại là em chúc anh đi làm vui vẻ. Thật ra thì đã có một lần em gặp một bạn đó thì em vẫn gọi điện như vậy, em vẫn làm tốt những cái gì mà em cho là đúng. Nhưng cuối cùng bạn ấy vẫn không chấp nhận, và sau đó em đã bị bạn đó đã dùng vũ lực với em. Hả? Thì thật ra thì nó hơi khó nói một chút, là lúc mà bạn ấy đánh em một hai lần thì em cảm thấy nó cũng bình thường. Nếu nói thật ra thì bình thường thì mọi người sẽ cười em, nhưng mà tại thật ra lúc đó mình yêu mà mọi người. Nhưng mà thật ra là không, sau đó bạn ngày càng lớn tới hơn và đã đến mức mà nó đã ảnh hưởng đến cái cuộc sống của em. Và thậm chí là đến nằm mơ mình vẫn còn thấy bạn. Ám ảnh. Bạn này, cái tính cách của bạn này, cái thuật ngữ tâm lý được gọi là nam tính độc hại. Sau đó là em đã chọn cách là em bảo vệ bản thân em và em kết thúc với bạn. Cái anh chàng đó làm cho em ám ảnh nhất. Dạ, còn tất cả các bạn còn lại thì các bạn ấy rất là appreciate, rất là tôn trọng em. 19 tuổi. Không mắc mấy mối tình. Mối tình kia, mối tình quen được bao lâu? Cũng em quen từ lúc mà em còn đi học rồi. Và thật ra là trong lúc mà cái mối tình đó thì lúc mà em đã chọn từ bỏ thì em đã nhớ đến mẹ của em. Mẹ em đã một mình nuôi em mà, cho nên là nếu nói là thật ra ở đây thì hơi sến, nhưng mà có thể cho em gửi một lời cảm ơn đến mẹ em được không? Dạ.
Con cảm ơn mẹ. Mẹ lúc nào mẹ cũng... con lúc nào cũng khả là mẹ. Nhưng mà con đã thật sự hiểu là con sai rồi. Nhưng mà mẹ lúc nào mẹ cũng tha thứ cho con. Em cảm ơn. Con nhất định là sau này con sẽ nên người và con sẽ không có như vậy nữa. Con cảm ơn mẹ vì mẹ đã chấp nhận là không đi bước nữa để mẹ nuôi con. Và bây giờ con đã trở thành được một người mà con... Một người như con ước mơ. Và con cảm thấy là con rất là biết ơn mẹ. Con yêu mẹ rất là nhiều. Bây giờ nè, tới chương trình này, cái mẫu người đàn ông lý tưởng của em là gì? Em nghĩ là em sẽ thích những bạn nam thông minh, thú vị và hiểu chuyện. Đặc biệt là bạn ấy sẽ không mang tính bạo lực, nhẹ nhàng, quan tâm cho em. Em cảm thấy như thế nào? Em cảm thấy là cũng đồng cảm với bạn nữ. Em có phải là người vũ phu không? Dạ không. Lúc trước em quen bạn gái em 1.5 năm. Thì hai người thi thoảng cãi lẫn nhau thì có, nhưng mà chưa bao giờ mà kiểu phải gọi là cãi nhau luôn. Hai chị người chỉ ngồi nói chuyện thôi, chứ đừng nói là đánh hay gì đó. Nãy giờ em có nghe câu chuyện của bạn nữ bên đó không? Dạ có. Em cảm xúc như thế nào? Em cũng hơi đồng cảm với cái cảm xúc của bạn. Mình có nghĩ mình là người vũ phu không? Dạ không, em không phải là người vũ phu. Lúc em nóng giận quá em... Mà em nóng giận quá thì em thường thường sẽ im lặng và ra một chỗ khác đợi khi nào mà em hết nóng giận. Ok, và bây giờ là tình trường của chàng trai ngồi ở ghế màu xanh. Em trải qua mấy mối tình rồi? Tính từ trước tới giờ là em trải qua 1 mối tình ạ. Dạ khoảng năm anh học lớp 10. Thời đi học ha? Dạ. Như thế nào kể chị nghe với coi. Tính em hồi đấy cũng hơi bị trẻ con ấy. Em hay kiểu nghe tuôn bậy bạ đồ, là kiểu như là bạn ấy mà chỉ cần mà đứng chung với một bạn nam nào đấy là em cũng đã thấy cảm thấy khó chịu trong người rồi. Tới lúc một đó có bạn đấy mà chịu không nổi nữa, tới là bạn đã quyết định chia tay. Tại vì em quá ghen. Dạ. Lúc đó nắm tay chưa? Dạ có. Hôn nhau chưa? Dạ. Có làm gì nữa không? Dạ như thế thôi. Như thế thôi hả? Rồi. Thế bây giờ em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Em muốn tìm một người bạn gái không cần phải là quá xinh đẹp, chỉ cần dễ nhìn là được, biết suy nghĩ với lại biết yêu thương gia đình. Lớn hơn em được không? Dạ được. Nãy chị thấy có bạn cùng trường em đó, lớn hơn em 1 tuổi, lớn hơn 1 năm. Được không? Có ngại gì không? Dạ không ạ. Thật ra đến cái chương trình ngày hôm nay thì 4 bạn đều là trẻ hết. Đều có những cái sai phạm, cái non nớt thời trẻ hết. Và cần phải khắc phục nhiều hơn đúng không chị? À, cô gái đến từ Jordan. Em tâm sự về chuyện tình yêu của mình đi. Dạ, sao em thấy bạn bên kia giống em lắm luôn á. Bạn nào? Bảo, ghế xanh ạ. Ngồi ghế xanh hả? Dạ. Nhiều khi hồi mở ra hai người quen nhau nào không biết á. Thiệt luôn, em cũng nghĩ vậy. À hả, em bao nhiêu mối tình rồi? Yêu bạn nam nào chưa thì chưa yêu bạn nam nào hết. Nhưng mà có 1 mối tình. Năm đó là em học lớp 8. Giờ là lúc đó là em thật ra thì em cũng không có tính là quen bạn đó đâu. Mà bởi vì á, là mấy đứa trong lớp nó cứ nói là ê thằng đó trùm trường á mày, mày quen nó đi. Để quen nó để có người bảo kê nữa. Chứ hồi đó em cũng láo láo ăn nói chuyện. Nói chuyện láo láo, cái có mấy anh chị lớn hơn hâm á. Em cũng sợ á, cái em mới quen bạn đó. Mà thật ra cũng có hơn 1 tháng thôi. Sau đó thì em cảm thấy là người này không có được tốt lắm, cho nên là em không... Với lại chị gái em cũng không có thích á. Em hồi đó đi học. Dạ. Cũng còn lóc chóc đúng không? Dạ, đúng. Cần rồi, có Châu một ơi. Người để mà bảo vệ cho em. Gần đây thì em có mối tình nào không? Từ đó đến bây giờ thì cũng có. Nhưng mà lúc đó em quen cái bạn đó xong em thấy là rất là hối hận luôn. Bởi vì em không phải là một người đã đưa ra cái quyết định đó, mà là em bị ảnh hưởng bởi nhiều người khác á. Nên em đã hứa với bản thân mình là nguyên cái khoảng thời gian cấp 3, cái khoảng thời gian thanh xuân của mình, em sẽ không có dành nó cho một ai hết. Chỉ dành nó cho bản thân, cho gia đình của em thôi. Thì nguyên cấp 3 không có quen ai hết. Đến lên đại học á thì em nghĩ là rất là hào hứng luôn anh. Lên học nghĩ là dễ có bồ mà. Em nghe mọi người nghĩ là lên đại học là sẽ có bồ nè. Em rất là hào hứng luôn. Nhưng mà khi mà đặt chân lên ngôi trường đại học á, thì lúc đó em làm một công việc đó là kinh doanh anh. Những cái người anh chị ở trong team của em nói là bây giờ em phải tập trung làm việc đi, em phải tập trung có sự nghiệp, sau này em có thành công có sự nghiệp rồi á thì em mới có được một cái tình yêu rất là đẹp. Bởi vì bây giờ không có thể nào mà túp liều trang hai trái tim vàng. Lúc đó em rất là nghe lời những cái người anh chị luôn nha. Và em đã quen ai hết luôn. Trời, anh cảm giác như là em bị ảnh hưởng bởi nhân tố bên ngoài nhiều. Dạ đúng rồi, em đó cũng là một điểm yếu của em. À. Dạ. Cuối cùng tới giờ chưa có gì luôn. Dạ. Rồi giờ muốn tìm một người như thế nào? Một người bạn là biết quan tâm, hiểu tâm lý các bạn gái một chút xíu. Với lại em thấy là nếu như mà em nhìn á, em thấy bạn đó hợp với em á thì em chọn thôi, chứ em không có gu riêng á chị. Bây giờ thì thấy là ở phía dưới là có một người nhà. À, chào em là người nhà của ai? Dạ chào anh Đạt, chào chị Cát Tường ạ. À, em là người nhà của bạn nữ ngồi ghế màu xanh ạ. À, ngồi ở dưới em quan sát thì thấy hai chàng trai bên đó ai là người thích hợp hơn? Em thấy cảm thấy là bạn trai ngồi ghế màu xanh thì
Có vẻ là sẽ hợp với bạn em khoảng 60-70% rồi ạ. Ừ. Nhất là thấy cùng trường là cũng được rồi ha. Dạ đúng rồi chị. Cái tuổi cũng xem nhau ha. Tình trường cũng giống như nhau luôn ha. Dạ đúng rồi ạ. Rồi cảm ơn em. Bây giờ thì chơi gì nữa? Chờ đợi gì nữa Tường ơi? Mở cửa ra đi. Đó, có sét đánh đùng 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 lia lịa liền. Tặng hai bạn nha. Cảm ơn. Trời ơi, mở ra là tặng bông liền tay. Cảm ơn bạn, mình rất cảm kích về điều này. Em cũng có món quà tặng bạn bên kia. Wow, đúng là những bạn trẻ. Những bạn trẻ rất là nhanh nhẩu Tường à. Hay quá. Rồi. Rồi. Khi mà mở cửa đó team này xong ra thì cảm xúc của em như thế nào? Hợp quá chị. Có đánh ai chưa? Ai đánh chưa? Dạ, có sẹt sẹt chút nào chưa? Nóng quá. Đấy. Cởi áo qua cưng, cởi áo cho bác. Hết rồi. Ở trong bừa bộn lắm anh. À trong bừa bộn luôn hả? Nóng từ một phía hay nóng tứ phía? Không biết nữa. Nóng ở vị trí nào của cơ thể à? Nóng trong tim nè. À anh tưởng đâu nóng nóng đầu là hồi anh chọc lỗ mũi liền á. Em chết rồi. Rồi sao còn em trai? Em thấy cũng khá là hồi hộp ạ. Có sẹt sẹt điện miếng nào chưa? Dạ cũng có một chút. Cảm giác em như thế nào? Hiện tại em cảm thấy rất là em cảm thấy rất là ngại và cũng khá là cảm thấy khá là thú vị. Ủa ngại chỗ nào? Ngại gì? Ngại gì? Dạ tại vì từ sau cái vụ đó em rất là ít nói chuyện với các bạn nam. Ồ, thôi bỏ chuyện cũ qua đi, đâu phải ai cũng vậy đâu đúng không? Dạ. Mình tâm lý mình phải hiểu mà, mỗi người mỗi khác. Dạ nhưng mà bạn nam ngồi ghế đỏ đã giúp cho em biết được là tối nay em về em phải biết cái gì. Ồ. Có một cái bài viết rồi. Du học sinh. Jordan. Dạ. Dạ, em cảm thấy là hơi hồi hộp một chút xíu. Bây giờ mình hỏi chàng trai trước nè, chàng trai ghế xanh nè, hả? Dạ. Em nhận món quà thấy chưa? Mà giờ em chưa có quà cho người ta, giờ em làm sao đây? Ủa mình tặng quà gì vậy? Nãy đi lẹ em thấy quà nè. Coi quà thử đi. Em cúi ra coi. Tặng cho em rồi là em có quyền. Em không biết cúi sao. Cái đó. Wow. Wow. Tấm hình nữa. Lật lên coi. Có gì không? Không. Điều. Em phải biết điều đó. À ghê vậy. Phải ý nghĩa đó không em? Phải ý nghĩa đó không? Dạ thứ nhất là đặc sản của quê em. Cái thứ hai là đại diện cho gia đình của em là nghề nông ấy ạ. À làm hạt điều Bình Phước đúng không? Dạ đúng rồi. Sao cảm thấy như thế nào? Thực ra là bạn đã tặng chúng cái món mà gọi là món tủ của em mà món em thích luôn ạ. À món tủ luôn? Dạ. Dạ nha. Đang có bạn bè trơn á. Nhìn thấy cổ chưa? Một là kêu chị, hai là kêu em. Thế mình xin anh em hả? Ừ đó. À. Rồi bây giờ là em đã tặng quà cho anh rồi đó, giờ anh đáp lại như nào? Anh đi hơi gấp cho nên là không có kịp chuẩn bị quà. Thì sau đây thì anh xin tặng một đoạn bộ đoạn hát. Người đừng lặng im đến thế, vì lặng im sẽ giết chết con tim. Dù yêu thương chẳng còn, anh vẫn xin em nói một lời. Ngoài kia bao là thế giới, nhưng trong anh thế giới chỉ là em thôi. Mình xa nhau thật rồi, nhưng anh vẫn chờ đợi. Hôm qua bài hát thì này cũng em cũng muốn nói lên quan điểm của em trong tình yêu, đó là khi hai người đi yêu nhau thì có bất cứ chuyện gì giận dỗi nhau hay là gì mình cũng nên nói ra chứ cũng mà không nên lặng im. Thì ý em thấy sao? Đồng ý quan điểm. Ừ. Đồng ý quan điểm mình phải đáp lại. Thì bây giờ mình muốn về mình hát luôn chứ hả? Dạ. Hay quá trời ơi, đang đáp lại liền. Em hát bài gì nè? Em xin tặng anh chị, các bạn ca khúc mang tên là I Like You So Much. Cho một cái phụ đề đi à. Mình thích bạn rất nhiều. À yeah. I like you, I you look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more, the world may know but don't be scared. Cause I'm falling deeper, baby be prepared. I like you third, I like you finger, love the way that you smell. To be your favorite jacket just so I could always be near. I love you for so long, sometimes it's hard to bear. But after all this time, I hope you wait and see. Cặp
xanh đã rất là nóng rồi, bây giờ cặp đỏ chẳng lẽ ngồi yên. Bây giờ em làm gì đây? Em ạ, à, em không biết tặng cái gì hết. Thôi thì anh tặng em bữa ăn tối nay. Thôi thì anh tặng em bữa ăn tối nay. Còn em sao nè? Sẽ tặng anh một bài hát mà em rất là thích của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đó là bài Diễm Xưa. Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ, dài tay em mây thoáng mắt xanh xa, như lỡ thu mưa rào mòn gõ. Đường dài hun hút trong mắt thêm sâu, ngày sao soi đá cũng cần có nhau. Tiết tấu, mặc dù không có nhạc nhưng bạn ấy hát rất tiết tấu. Tao Cơn cảm nhận như thế nào? Ờ, đúng cái gu âm nhạc của em ấy. Nữa trời, đúng gu luôn hả? Thích nghe nhạc nó hơi lớn một tiếng. Em thích nghe nhạc Trịnh, em thích nghe nhạc của... Tối nay hai đứa sẽ có một bữa ăn mà cái không gian nào đó cho nó có phòng riêng để bạn ấy sẽ hát tiếp cho em nghe. Thật ra thì đúng không? Em muốn chia sẻ thật là em đã từng có thời gian đi đi trải nghiệm là làm từ thiện của Viện Dưỡng Lão và Trẻ Mồ Côi. Và sau đó là em đã được học bài này của từ các vô lão ở đó. Em cảm ơn các vô lão vì đã dạy cho em bài hát này. À, ok. Cùng nhau trò chuyện với nhau đi. Bây giờ mình tụi trẻ nào mình chủ được cho có cái chủ đề cho tụi ăn tụi em dễ. Ở đây hồi nãy bạn trai 19 tuổi mình nói rất là ghen. Bây giờ tụi em hai bạn nam chủ động hỏi hai bạn nữ đi, hỏi quan điểm các bạn trong tình yêu về cái việc ghen. Em có thích một người mà kiểu quá ghen hay không? Em sẽ chọn cách là em sẽ hỏi anh là anh có muốn ngồi cùng em đàm phán coi là anh có ghen chuyện gì hay không. Tại vì từ sau cái chuyện đó em đã học được cái cách là em sẽ ngồi đàm phán với anh, và nếu như mà anh đã thật sự ghen chuyện gì thì anh có thể nói ra với em. Em sẽ sẵn sàng em nghe. Tại vì ai cũng cần một người để lắng nghe mà, lắng nghe để hiểu nhau hơn, chứ cũng không phải là hơn thua gì cả. Anh có chấp nhận được một người mà một ngày mà đi làm gần 24 tiếng, một ngày đi làm gần hết nửa ngày, đi ở trên thư viện thì rất là hiếm khi đụng tới cái điện thoại. Tại vì thật ra không phải là em cầm cái điện thoại em sẽ rất là mất tập trung. Và một người mà ẩu, tại vì em buổi sáng hay dậy trễ xong rồi em phóng xe rất là nhanh, thì anh có chấp nhận được một người như vậy không? Anh phóng cũng nhanh lắm á. Anh thì anh thức sớm nhưng mà do cái khâu lựa đồ đi làm anh hơi lâu. Đối với anh công việc thì anh đa số anh đều hẹn khách hàng vào buổi chiều hoặc buổi tối á, nên là một ngày anh cũng phải đi nhiều lắm. Mình còn những cái buổi đi ăn khuya cùng với nhau rồi đi về. Nếu mà ban ngày mình bận quá. Hứa với em là chỉ đi về, đi ăn khuya thôi nha. Hứa. Ok. Em có muốn tìm anh để làm tư liệu không? Ngày xưa mà thời đại học năm nhất năm hai á, thì anh là ban điều hành trong đội công tác xã hội Hưu Tết. Anh đi những cái đó rất là nhiều, máy ấm, nhà mở, viện dưỡng lão. Anh đi là tổ chức những cái đó rất là nhiều luôn. Nếu em muốn thì em kiếm tư liệu thì em có thể tìm anh. Anh sẽ support cho em về cái đó. Dạ, em rất là vinh dự. Câu chuyện này cuốn hút quá ha. Rồi, chàng trai này của mình. Thở ảnh rồi, đó giờ tới phía mình đi. Kệ. Tấn công liền. Hỏi gì hỏi đi. Thưa em thấy thì cho quan điểm tình yêu của em, ví dụ như là một người bạn trai mà quá bận rộn, quá dành tình yêu cho công việc ấy, không dành thời gian cho em, thì em sẽ thấy như thế nào? Thật ra thì đối với bản thân em á, thì em cảm thấy là mình nếu như là một ngày bận đến nỗi như thế nào cũng sẽ có thời gian 5 phút, 10 phút để gọi điện cho đối phương. Nhưng mà bởi vì em hiểu là mỗi người sẽ có một công việc riêng, mỗi người sẽ có một cuộc sống riêng, không thể nào mà 24/24 dành cho nhau được. Và bởi vì công việc của em cũng bận, cũng sẽ phải đi làm rất là nhiều, cho nên là em vẫn hiểu được đối phương mà. Em và em có câu hỏi nào dành cho anh? Tại vì hồi nãy là có phải là anh nói là lý do chia tay trước đây á, là hay ghen đúng không? Tại vì công việc của anh cũng sẽ gặp rất là nhiều bạn nữ. Vậy thì tại vì sao anh lại ghen với người khác như vậy? Thực ra là cái việc ghen đó là việc hồi còn ở cấp 3. Đúng là anh chưa có đi đây đó nhiều. Hiện giờ thì anh đi đây đi đó, cũng là công việc của anh thì cũng tiếp xúc với nhiều bạn nữ, thì anh cũng hiểu dần cái việc đó là nó không đúng rồi, nên là cũng anh cũng không còn nhớ lúc trước nữa, anh cũng không còn ghen nữa. Bây giờ chị hỏi một câu nhỏ nữa thôi nè. Kiến của mình nè, các bạn đều là sinh viên, đều là những người thật ra nếu mà nói về kinh tế chưa có phải là quá vững vàng. Thì bây giờ mình nếu mình yêu nhau thì cái tình phí ai sẽ là người chi trả? Rồi, sẵn đây em nói luôn đi. Em nếu đi hẹn hò thì em sẽ chọn là
em sẽ chia đôi, nhưng mà mình có thể đi ít thôi để tiết kiệm tiền. Thay vào đó mình có thể đi những chỗ nào đó nó giản dị hơn một chút, ví dụ ra công viên rồi. Hỏi ý kiến của em. Đối với sinh viên em nghĩ là thì mình chở nhau đi uống nước mía, chỉ gặp nhau, ví dụ gặp nhau trên trường hoặc nói chung là có một mối tình mà sòng phẳng về tiền bạc, mình không có cần phải ví dụ như sau này có như thế nào đó, cũng không có nghĩ là mình đã nợ cái bạn đó. Nói chung là em không quan trọng những vấn đề tình phí, chung là chỉ cần không gian vui vẻ thôi được rồi. Dạ. Tức là em với là bạn đó cũng chung trường mà đúng không? Hai đứa rủ nhau vô thư viện đọc hết nguyên cái thư viện. Rồi thế thì những chàng trai của tôi suy nghĩ như thế nào? Em ai chạy cũng được, nhưng mà theo em nghĩ là giống như là lần đầu tiên á, mọi người mấy bạn nữ nên nhường cho bạn nam kiểu ga lăng. Có nhường đâu, em cứ làm mà ta để ga lăng một xíu. Còn những lần sau á thì mọi người muốn vẫn nhường á, vẫn nhường luôn. Em vẫn ok à, ý là em cảm thấy chuyện đó nó không có quan trọng á. Ví dụ đầu tháng có tiền thì mình đi sang sang một xíu, cuối tháng hết tiền thì thôi ra công viên ngồi chơi. Rồi còn em? Em thì đến như buổi hẹn hò đầu tiên thì em sẽ là người dành cái việc trả tiền đấy. Chứ giống như anh đây là đầu tháng thì mình có thể ăn xa một chút. Đó là những cái suy nghĩ của những bạn trẻ. Bây giờ là cơ hội cuối cùng dành cho hai bạn. Mỗi bạn nam sẽ được bước qua bên kia, xin phép nắm tay bạn nữ, rồi là cảm nhận, nhìn nhau muốn nói gì nói trước khi chúng ta về ghế và quyết định bấm nút hẹn hò, được chưa? Rồi mời em qua bên đây nè. Ok, anh xin phép nha. Thì quá. Nếu mà em không có đi xe thì có thể là chiều nay em xin phép chở em về. Còn mà cái câu chuyện mà nãy giờ em đã chia sẻ rồi, những cái gì mà em đã gặp á, anh tin là anh không có quá lớn đâu, nhưng mà anh tin là những gì mà anh đã trải qua rồi, những gì mà anh đã từng làm được với người trước, anh đã có kinh nghiệm, thì anh nghĩ là anh có thể giúp đỡ em được những cái câu chuyện đó. Và em muốn tìm tư liệu để viết văn thì cứ kiếm anh. Viết văn và viết kịch bản vậy, nhưng mà thật ra em chỉ muốn nói là em không cần gì ở một người con trai cả. Em chỉ cần là thật sự là họ tôn trọng em và họ tôn trọng những cái ý kiến của em. Em sẽ có những cái ngày mà em sẽ đàm phán với họ khi họ có vấn đề gì với em, nhưng mà em mong anh sẽ tôn trọng em và sẽ không dùng vũ lực với em. Nghề anh là nghề gắn nghe mà em. Vui lên nha, happy lên. Em cảm ơn. Đừng khóc nữa. Dễ thương. Vận động viên điền kinh đó nha cưng, giỡn hoài. Hồi xưa em cũng đạt cái gì 100m với 400m. Ghê, sao cặp đấu đó gì vậy? Phù động. Anh không nghĩ là hôm nay tới đây lại sẽ gặp một người trong trường của mình. Anh cũng nghe nói là em thích hát rồi, em cũng có quay TikTok rồi, cũng thích diễn. Hai mình cũng có nhiều điểm chung. Nhiều khi thì trong trường thì nhiều lúc có thể là anh sang rước em đi học cũng được mà. Cũng như là một cái duyên thôi. Nắm hoài luôn, không chịu về luôn á. Rồi. Rồi. Hợp ha. Rồi bây giờ thì giờ khắc quan trọng đã đến. Mọi người hãy đặt tay vào cái nút bấm bên hông cái ghế của mình. Chúng ta sẽ có 5 giây để suy nghĩ và đưa ra quyết định. Ổn định chưa? Suy nghĩ cho kỹ. Mời Đạt. Và bây giờ là khoảng khắc quyết định. Các bạn hãy hướng mặt về phía trước, nhắm mắt lại sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 4 3 2 1. Một người bạn là biết quan tâm, hiểu tâm lý các bạn gái một chút xíu. Với lại em thấy là nếu như mà em nhìn á, em thấy bạn đó hợp với em á, thì em chọn thôi chứ em không có gu riêng á chị. Không cần phải là quá xinh đẹp, chỉ cần dễ nhìn là được, biết suy nghĩ với lại biết yêu thương gia đình. Lớn hơn em được không? Dạ được. Mỗi người bạn gái lý tưởng, hiểu chuyện nè, cùng muốn điên dễ thương là được rồi. Em nghĩ là em sẽ thích những bạn nam thông minh, thú vị và hiểu chuyện. Đặc biệt là bạn ấy sẽ không mang tính bạo lực. Và bấm. Bấm chưa? Hết thời gian. Và chúng ta chỉ thấy là có một cặp đôi đã đỏ đẹp. Rồi, đã thành công. Tại sao em không muốn? Lúc nãy lúc mà Sang cầm tay bạn thì em cảm nhận là cái tình yêu sánh của em nó chưa đủ để có thể là hai đứa có thể cùng nhau về một nhà. Thế còn em gái? Tại vì đúng là
tiền giấy xinh nắng chưa có đủ á chị. Em cũng đồng quan điểm với bạn Nam. Rồi, dù sao thì ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ có một buổi tiệc vào tối nay. Cặp đôi màu đỏ này mời hai bạn. Rồi, chúc mừng hai em. Bây giờ thì nắm tay nhau đi nè. Tối nay mình đi ăn ở đâu nè? Góc quận 10. Nói với cổ coi nè. Dạ, em chia sẻ thật lòng là em đi ăn kia. Nhưng mà có một câu chuyện rất là mắc cười là em nói với mấy anh chị trong phòng chờ là em khó tính lắm, em sẽ không bấm ai đâu. Em rất là khó tính với các bạn nam. Trời ơi, vậy hôm nay tại sao em lại bấm? Nhưng mà bạn này đã làm em thay đổi chính kiến thì bạn làm rất là tốt. Em cũng không nghĩ là em sẽ bấm đâu, bất ngờ thôi. Còn chuyện gì đến thì sẽ đến. Ta chạm rồi đó phải không? Rồi chúc mừng hai em nha, thấy chưa? Tại sao đi đến chương trình hẹn hò mà lại chủ đích từ đầu là không muốn bấm? Trời hại tụi em đó. Tụi em quyết không bấm, bây giờ tụi em đã bấm rồi. Và bây giờ thì tụi em hãy hôn nhau một cái đi. Để đánh dấu lại nè. Những khoảnh khắc kỷ niệm. Đã bấm là phải như vậy. Mạnh mẽ lên. Xin phép liền. Đàng hoàng. Đó, người ta đã xây qua đã rồi. Ok quá, ai là làm vậy đó. Xin phép em. Bạn thấy nó làm có gì không? Không, chứ người ta đã người ta quay thẳng như thế này mình thu tay. Ôi, người ta đã hướng ra như vậy. Em làm vậy là em mất điểm rồi đó. Và như vậy là chúng ta cũng đã thành công. Mặc dù giống như chưa giống như là ông Mai bà mối lúc đầu ha. Là quyết chí nãy mình đập có một trận. Kính thưa quý vị, bây giờ thì chương trình sẽ gửi tặng cho mỗi bạn một phần sản phẩm cốt bún riêu của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm này không có GMP và không dùng chất bảo quản. Đây của em. Và chương trình cũng sẽ dành tặng cho hai bạn một phần quà nhỏ là một gói Ruby của ứng dụng Sweet Couple vừa ra mắt của nhà MCV, với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Đối với cặp đôi không thành công, các bạn đừng lo, chương trình cũng dành tặng cho các bạn một sản phẩm là gói Ruby của ứng dụng Sweet Couple, một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện, sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này, các bạn sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối duyên dáng lắm nha. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Đăng ký tham gia chương trình Ghép Đôi Thần Tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng NetLove. Hãy truy cập ứng dụng NetLove để được đăng ký tham gia chương trình một cách nhanh nhất. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Sweet Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Ứng dụng Sweet Couple đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download và tham gia cộng đồng Sweet Couple đang có rất nhiều cơ hội gặp gỡ và chờ đón các bạn. Và bây giờ thì Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị.